y đạo quan đồ trương nhất châm. Trương 496, mặt trời vẫn mọc như thường một. Trương Dương nói, cha nuôi, Nam Nhi lập thế có chuyện phải là, có chuyện không thể làm. Con trên lập trường của Tần Hoan sẽ không thay đổi. Văn Quốc Quyền rất không vui vì sự quật cường của Trương Dương. Ông ta nói khẽ, người trẻ tuổi huyết khí phương cương tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng khi làm gì cũng phải phân rõ quan hệ lợi hại. Tính tình thật thà tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng làm việc tùy tiện chính là phóng túng đối với bản thân." Văn Quốc Quyền đứng dậy, nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây." Trương Dương biết những lời nói của mình khiến Văn Quốc Quyền rất không vui, ông ta thậm chí còn không muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Sau khi Văn Quốc Quyền đi, là Tuệ Ninh ngữ trọng tâm trường nói: "Trương Dương, chúng ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, nếu như là người khác, chúng ta cũng chẳng buồn nói đâu, con hay là giao Tần Hoan cho họ đi." Văn Hạo Nam nói, kỳ thực giao Tần Hoan cho họ cũng chẳng sao cả, tư lệnh Tần là ông ngoại của nó, Tần Hoan là cốt nhục của gia đình họ, bọn họ chẳng lẽ lại đi ngược đãi một đứa bé ư. Trương Dương nói, Tần gia muốn đứa bé này không phải là vì quan tâm tới nó, mà là muốn lợi dụng nó để bức Tần manh manh hiện thân. Văn Hạo Nam thở dài. Nói Tần gia thực sự là quá tuyệt tình đối với manh manh, Tần Trấn Đông và Tần manh manh một người là con trai, một người là con gái, đều là cốt nhục của họ, Bọn họ vì sao lại nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy? Là Tuệ Ninh đột nhiên cảm thấy phiền lòng, bà ta lớn tiếng nói, hai đứa nhớ cho mẹ, chuyện của Tần gia, chúng ta tốt nhất đừng có hỏi. Tần Hồng Giang không ngờ Trương Dương lại dám chủ động tìm tới mình, ấn tượng mà người trẻ tuổi này lưu lại cho Tần Hồng Giang là khá sâu sắc, chỉ một mình xông vào trụ sở quân khu, một mình đánh với mấy chục chiến sĩ được huấn luyện bài bản, từ trong nhà ông ta cướp Tần Hoan đi, dạng đảm sắc này quả thật là hiếm thấy. Tần Hồng Giang rất hân thưởng cậu thanh niên có đảm sắc này, tuy cậu thanh niên ở đứng ở lập trường đối diện với ông ta, nhưng Tần Hồng Giang vẫn quyết định gặp mặt Trương Dương một lần, ông ta muốn nghe xem cậu thanh niên này muốn nói gì. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương bước vào trong văn phòng của Tần Hồng Giang, rất cung kính chào một tiếng, tư lệnh Tần. Tần Hồng Giang gật đầu, ngồi đi. Trương Dương nói, tôi đứng thì tốt hơn, tôi lần này tới đây chỉ để nói với ông vài câu, nói xong sẽ đi ngay. Tần Hồng Giang phất tay, cảnh vệ lui ra, đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Dương và Tần Hồng Giang. Tần Hồng Giang quát sát Trương Dương từ trên xuống dưới, ông ta biết rằng vợ mình thông qua quan hệ với Phó Thủ tướng Văn mà tiến hành tạo áp lực cho Trương Dương, bắt hắn giao Tần Hoan ra, nghĩ tới Tần Hoan, trong lòng Tần Hồng Giang lại cả thấy chua sót, đứa bé này là vô tội, ông ta đương nhiên biết mục đích chân chính mà vợ mình muốn có được tần hoan nhưng ở sâu trong lòng tần hồng giang cũng muốn đứa cháu này sống ở bên cạnh mình những ngày này ông ta thủy chung sống trong đau khổ và mâu thuẫn tần hồng giang nói khẽ cậu nói đi trương dương nói tư lệnh tần tôi muốn xin các ông bỏ qua cho tần hoan vì sao trương dương nói nếu như giao tần hoan cho các ông nó sống trong gia đình của các ông tuyệt đối sẽ không được vui vẻ tần hồng giang hừ lạnh một tiếng vẻ mặt không giận mà uy. Trương Dương cũng không khỏi thấy có chút nghẹt thở, Tần Hồng Giang lạnh lùng nói: "Tần Hoan là cháu ngoại của tôi, đối đãi với nó như thế nào là chuyện riêng của Tần gia, người ngoài như cậu dựa vào gì mà chỉ tay chỉ chân?" Trương Dương không hề nhân nhượng, nói: "Tần Hoan là con trai nuôi của tôi, Mạnh Mạnh đã phó thác nó cho tôi, tôi đương nhiên có quyền quyết định cuộc sống của nó." Tần Hồng Giang nói: "Đáng tiếc là trên pháp luật thì không được công nhận." Trương Dương nói: rất nhiều chuyện pháp luật không thể nào đưa ra được phán xét công chính, Tần Hoan 6 tuổi rồi, 6 năm nay Tần ra các ông có quan tâm tới nó một chút nào không? Nó bị u não, khi sinh mạng gặp uy hiếp, Tần ra các ông có ai chia tay ra giúp đỡ không? Các ông luôn miệng nói rằng manh manh là con gái ruột của ông, các ông có từng dành cho cô ấy hai chữ công bằng không? Tần Hồng Giang gầm lên, câm miệng. Trương Dương mỉm cười, nói tư lệnh Tần, tôi lần này tới không phải là có ý đắc tội với ông, nhưng có một số lời tôi phải nói, phải hỏi. Nhà các ông nhân định tần manh manh giết chết tần chấn đông, bọn họ đã là anh em đồng bào, với sự thiện lương của cô ta vì sao lại nhẫn tâm như vậy, sao lại ra tay giết anh trai của mình. Tần chấn đông vì sao lại muốn dình trộm em gái và cháu ngoại của mình. Tần Hồng Giang biến sắc, ông ta đã nghe ra những lời này của Trương Dương còn có ý khác. Lão tư lệnh đột nhiên kéo ngăn bàn, từ bên trong rút ra một khẩu súng, nhắm vào ngực Trương Dương trương dương mặt không chút sợ hãi nói giết người diệt khẩu hà ông cho rằng có thể dùng vết máu để xóa đi chân tướng của sự thực ư những năm nay nhiều bi kịch xảy ra như vậy chỉ vì một nguyên nhân ông biết rõ là ai làm sai nhưng lại ngại mất mặt mà không ngăn cản chỉ có thể để cho chuyện biến thành càng lúc càng xấu tần trấn đông không phải là chết trong tay manh manh mà là chết dưới sự phóng túng của các người đối với hắn manh manh vong mệnh thiên nhai cũng là các người ban cho tần ra các người muốn con gái đền mạng cho con trai ư. Hiện tại lại muốn đứa bé tần hoan này phải trả giá. Tôi không đáp ứng, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Tay cầm súng của tần hồng giang run rẩy, hai mắt ông ta đầy tia máu, vẻ mặt hãi nhân nhìn trương dương, một lúc sau, ông ta mới đau khổ nhắm mắt lại. Bốp một tiếng ném súng lên bàn, nói khẽ cút, cút ra khỏi nhà tôi. Trương Dương quay người bỏ đi. Nghe thấy tiếng cửa phòng được đóng lại, Tần Hồng Giang mới chậm rãi mở mắt ra, ông ta đau khổ ôm đầu, hai tay vào mái tóc đã hoa dâm, lời nói của Trương Dương Thủy Trung vang vọng trong đầu ông ta, Trương Dương nói không sai, con trai chết dưới sự phóng túng của họ, nếu như năm đó ông ta cấp cho manh manh một sự công bằng, chuyện hiện tại sẽ không xảy ra, ông ta thật sự muốn con gái đền mạng cho con trai ư. Manh manh đi rồi, chẳng lẽ họ lại muốn cháu trai phải trả giá ư? Trên đường từ Kinh Thành về Giang Thành trời đều đổ mưa, khi tiến vào nội thành Giang Thành, mưa cuối cùng cũng tạnh. Trương Dương mở cửa sổ, để không khí trong lòng chui vào trong xe, chuyện ở Kinh Thành tuy đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng tiếp sau sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Hắn tuy thành công giải cứu Tần Manh Manh, nhưng bởi vì vậy mà đắc tội với một nhà của Tần Hồng Giang, sự kiên trì trong chuyện của Tần Hoan cũng khiến Văn Quốc Quyền cảm thấy rất thất vọng. Điều chân chính khiến Trương Dương cảm thấy mất mát là quan hệ giữa hắn và Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên chủ động giải trừ hôn ước, khiến cho tình cảm của hắn lại quay trở về điểm xuất phát, cho hai bên một khoảng không gian, cho hai bên một đoạn thời gian, điều này đối với Trương Dương mà nói thì dường như quen quen, hắn đột nhiên nhớ tới Tả Hiểu Tình. Tình cảm giữa hắn và Yên Nhiên sẽ không giống như lúc trước càng lúc càng xa cách chứ. Mùa thu là mùa khiến người ta thương cảm, Trương Đại Quan Nhân trước giờ luôn lạc quan vào mùa này cũng không khỏi có thêm rất nhiều tâm sự, khi người ta có tâm sự luôn muốn tìm một bằng hữu tri âm để tâm tình. Trương Dương cũng không phải ngoại lệ, cho nên sau khi về Giang Thành chuyện đầu tiên mà hắn làm là đi tìm Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nghe nói Trương Dương đã về, bảo hắn trực tiếp tới nhà mình, thân là bí thư thị ủy Giang Thành, ở trước mặt người ta uy phong bát diệt nhưng đồng thời cũng có rất nhiều phiền nào mà không muốn để người ta biết, nhất cử nhất động của gã đều bị người khác chú ý. Cho nên cho dù là cùng bằng hữu uống rượu, đa số thời gian cũng là lén lút trốn ở nhà lúc Trương Dương tới nhà Đỗ Thiên Giã thì Đỗ Thiên Giã đã chuẩn bị xong thức ăn rồi. Trương Dương cười nói, nhanh thế, nhanh mắt đã làm xong nhiều món như vậy rồi. Đỗ Thiên Giã, thức ăn đều là mua ở cửa hàng ngoài cửa, tôi lừa chả muốn làm. Trương Dương đi rửa tay xong liền ngồi xuống bàn, Đỗ Thiên Giã đã rót hai chén thủy tinh đầy rượu. Trương Dương nhớ tới ở trong xe còn có mấy con vịt quay, đang chuẩn bị đi lấy thì Đỗ Thiên Giã lắc đầu, nói, không cần đâu, thức ăn đủ rồi. Trương Dương lúc này lại ngồi xuống, hắn cầm chén rượu lên chạm cốc với Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã cười nói, chén này là để đón gió tẩy trần cho cậu, chúc mừng cậu từ kinh thành Khải Hoàn quay về. Trương Đại Quan Nhân cười khổ, nói, Khải Hoàn thì không dám, miễn cưỡng tính là nguyên vẹn trở về thôi. Hai người uống một chén rượu, Đỗ Thiên Giã gặp một hạt lạc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, dính vào không ít phiền phức à. Trương Dương chậm rãi đặt chén rượu xuống, chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm, xem ra anh cũng nghe được gì rồi. Đỗ Thiên Giã nói, quan hệ giữa cha tôi và tư lệnh tần lúc sinh tiền không tồi, tôi sao lại không biết. Trương Dương không muốn nhắc tới chuyện này nữa, lắc đầu nói, chuyện đã qua rồi, không nhắc tới nữa. Đỗ Thiên Giã lại nói, nghe nói là cậu giải trừ hôn ước với yên nhiên rồi à. Trương Đại Quan Nhân nghiêm túc nói, là yên nhiên giải trừ hôn ước với tôi, tôi là bị động. chương 496, mặt trời vẫn mọc như thường hai. Đỗ Thiên Giã cười nói, chơi với lửa có ngày bỏng tay, đã nhắc cậu nhiều rồi, tình cảm không phải là dễ chơi như vậy, cậu lại là một nhân vật của công chúng, nhất cử nhất động đều nằm dưới sự chú ý của người khác, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm, yên nhiên là một cô gái truy cầu tình cảm hoàn mỹ, những chuyện phong lưu đó của cậu, cô ấy có thể chịu được mới lạ. Trương Dương nói, anh có thể có một chút lòng đồng tình không, tôi đã thảm tới thế này rồi, anh ít nhiều gì cũng phải an ủi tôi vài câu chứ. Đỗ Thiên Giã nói, tôi nên mắng cậu mới đúng, loại người như cậu căn bản là không đáng được đồng tình. Nhìn vẻ mặt thất lạc của Trương Dương, Đỗ Thiên Giã cũng không nhẫn tâm mắng hắn nữa, cầm chén rượu lên, nói, nhất túy giải thiên sầu, hôm nay chúng ta uống say một trận rồi ngủ một giấc, ngày mai ngủ dậy cậu sẽ phát hiện, mặt trời vẫn mọc như thường. Trương Dương từ trong mộng mở hai mắt ra, trước tiên là nghe thấy tiếng mưa rơi, kéo rèm cửa nhìn bầu trời sầm xì si ở bên ngoài, lại đỏ mưa rồi, câu ngày mai mặt trời vẫn mọc như thường của Đỗ Thiên Giã không ứng nghiệm. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi, Trương Dương không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Đỗ Thiên Giã đã đi làm, trên bàn uống trà ở phong cách có để lại chìa khóa, bảo hắn khóa cửa lại. Trương Dương rửa mặt, từ trong phòng bếp của Đỗ Thiên Giã tìm được một gói mì để ăn kéo cửa phòng đội mưa chạy tới xe pick up của mình, vừa khởi động xe thì lại nhìn thấy xe hồng kỳ của chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm từ phía trước lái tới. Triệu Dương Lâm cũng nhìn thấy xe pick up của Trương Dương, y còn cho rằng là Trương Dương vẫn còn ở Kinh Thành chưa về, dẫu sao thì hạn nghỉ của Trương Dương vẫn chưa kết thúc, ngày kia mới là ngày hắn chính thức đi làm, Triệu Dương Lâm nhìn xe pick up qua cửa sổ. Trương Dương đã đẩy cửa xe bước xuống, đi ở ngoài nhiều như vậy, trên người đã ướt nhẹp, triệu dương lâm nhìn trương dương vội vàng bảo lái xe dừng lại đẩy cửa trương dương chui vào trong mỉm cười nói chủ nhiệm triệu ông sao vẫn chưa đi làm triệu dương lâm ho khan hai tiếng nói sao không đang định đi tới công trường sân bay mới đây trương dương nghe ra âm mũi nặng nề của y quan tâm hỏi ông bị bệnh à triệu dương lâm gật đầu còn không phải ư mấy hôm nay thời tiết biến hóa vô thường tôi đột nhiên lại bị cúm ở nhà nghỉ bệnh một ngày nhưng vừa rồi công trường sân bay mới gọi điện tới, nói rằng có chút vấn đề, tôi đang định đi đây." Lúc nói câu này, Triệu Dương Lâm lại lấy khăn ra lau mũi. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của y thì không khỏi đồng tình, "Chủ nhiệm Triệu, hay là ông về nhà nghỉ đi, tôi đi xem thế nào cho." Triệu Dương Lâm nói, "Cậu không phải vẫn còn đang trong hạn nghỉ ư?" Trương Dương nói, "Chúng ta là cán bộ quốc gia, làm gì có khái niệm nghỉ, 24 giờ đều là thời gian công tác cả." Triệu Dương Lâm nói: "Vậy được, đầu tôi đang quay cuồng đây, hiện giờ nhiệt độ cơ thể còn trên 38 độ, thật sự là không làm được, cậu đi mau đi." Trước khi gặp Triệu Dương Lâm, Trương Dương còn thật sự không biết mình nên làm gì, vừa hay thấy có việc thì lập tức lấy lại tinh thần, lập tức lái xe pick up phóng thẳng tới công trường sân bay mới ở Phong Trạch. Từ Giang Thành tới công trường sân bay mới đường xá rất kém, đường sân bay đang xây, phải tới năm sau mới chính thức thông xe, con đường cũ hiện tại đã lồi lồi lõm lõm. Bởi vì do trời mưa nên mặt đường sũng nước, khi Trương Dương tiến vào nội thành Phong Trạch thì lại gặp tắc đường, khi xe tới được sân bay mới thì đã chưa mất rồi. Thường Lăng Phong không ngờ Trương Dương đã về, gã vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: "Còn cho rằng anh vẫn đang ở kinh thành, sao về sớm thế?" Trương Dương nói, trong lòng luôn nghĩ tới việc của công trường, quy tâm tự tiến mà. Thường Lăng Phong không khỏi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ anh từ lúc nào biết thành yêu nghề như vậy. Gã báo cáo với Trương Dương, lúc làm móng tòa nhà đón khách thì phát hiện bên dưới có cắt lắng, đang cùng với phía thi công thảo luận phương pháp ứng phó. Trương Dương nói, không phải có tiến sĩ quy ư, bảo y nghĩ biện pháp đi. Thường Lăng Phong nói, Quy Điền vừa đưa ra một phương án, áp dụng khoan nhồi cọc, tăng cường tường ốp, đề xuất ba phương pháp giải quyết, gia tăng độ sâu của ống che thép. Gia tăng độ dính của bê tông, trong bê tông trộn thêm đất nở trơn, dùng khoan khoan sâu vào, ở bên trong hầm nhồi nhiều bê tông, thông qua trùng kích mà dính bê tông lên vách hầm trương dương nói vậy chẳng phải là vấn đề đã được giải quyết rồi ư thường lăng phong nói như làm vậy sẽ lại bị tăng giá thành cho nên phía thi công đề xuất thay đổi hợp đồng đòi gia tăng dự toán bọn họ không làm chủ được cho nên đang xin ý kiến lãnh đạo trương dương mắng cái đám thương nhân thế lợi này động chút là đòi tiền thường lăng phong cười nói kỳ thực cũng không tính là chuyện lớn gì đám người của tập đoàn xây dựng bình Trung bởi vì hợp đồng bàn không thỏa đáng, thạm thời đình công. Chuyện liên quan tới hợp đồng thay đổi, chúng ta không làm chủ được, phải hỏi ý lãnh đạo, thương lượng xem tiếp theo nên làm thế nào. Trương Dương nói, đã nói hết rồi, chuyện cụ thể về xây dựng sân bay do anh lo, phương diện này tôi vốn là tay ngang. Đình công ư, đám người đó sao động chút là đình công thế. Thường Lăng Phong nhìn ra tâm tình của Trương Dương không tốt, nói khẽ ái tình chi lữ ở Bắc Kinh sao rồi. Chuyện Trương Dương và sở yên nhiên giải trừ hôn ước gã không biết cho nên mới hỏi vậy. Trương Dương vết miệng cười, chúng tôi chia tay rồi. Thường lăng phong ngây ra, đang định an ủi hắn một câu thì thấy Quy Điền hạo nhị và quản lý chấp hành hiện trường của Bình Trung là Lý Đông Hải cùng nhau đi tới. Lý Đông Hải thấy Trương Dương về thì lập tức kêu khổ không thôi. Nói thị trường Trương, ngài về rồi à, mặt đất bên dưới tòa nhà đợi khách là tầng cắt lắng, căn cứ theo yêu cầu thi công, chúng tôi phải áp dụng công nghệ xây dựng mới. Như vậy thì giá thành thi công của chúng tôi sẽ bị tăng thêm không ít, cho nên chúng ta cần phải bàn bạc lại." Trương Dương không đợi gã nói xong, tức giận ngắt lời gã, "Muốn đòi tiền đúng không?" Lý Đông Hải cười nói, "Một tổng bảo tôi tìm anh thương thảo lại chuyện hợp đồng." Trương Dương hít mắt, nói tôi phụ trách cả công trường sân bay mới, nếu chuyện gì cũng đều phải là tôi đi lo thì tôi cho dù là có làm việc 24 tiếng không nghỉ thì cũng chẳng lo hết nổi. Lý Đông Hải bị hắn mắng cho một trận trên mặt có chút khó chịu, ho khan nói, thị trưởng Trương, tôi đây chẳng lẽ lại không muốn giải quyết vấn đề ư? Trương Dương nói, nhiệm vụ của các anh là làm việc cho tốt, trong thời gian quy định xây xong công trình cho tôi, những chuyện khác thì con mẹ nó đều là vô nghĩa. Tiên, chả không thiếu các anh một xu, nhưng một quản lý hạng mục như anh dựa vào gì mà bàn với tôi? Muốn bàn thì bảo mô tổng của các anh tìm tôi, động chút là chơi trò đình công với tôi, muốn làm trò gì hả? thế con mẹ nó có muốn làm nữa không không muốn làm thì cút đi lý đông hải bị trương dương mắng cho không biết nói gì gật đầu bảo vậy vậy tôi về trước sau khi lý đông hải đi thường lăng phong và quy điền hạo nhị đều bật cười đối phó với loại người như lý đông hải không thể khách khí được có điều trương dương lại quá không khách khí rồi không để lại chút mặt mũi nào cho người ta cả quy điền hạo nhị nói đám người của bình trung này thật sự là chẳng ra sao cả bọn họ đối với hợp đồng thì soi rất kỹ, chỉ cần là chỗ hợp đồng không quy định, nhất quyết không chịu làm thêm. Bởi vì chuyện của Cát Lắng, buổi sáng đã đình công rồi, tôi tuy đưa ra phương án giải quyết nhưng bọn họ vẫn không đồng ý khởi công. Trương Dương tâm tình vốn không được tốt, nghe thấy Quỳ Điền Hạo Nhị nói vậy, lập tức bực mình cầm điện thoại lên gọi cho lão tổng Ngô Trung Nguyên của Bình Trung. Ngô Trung Nguyên kỳ thực cũng đã nghe nói tới chuyện này, đề xuất thay đổi hợp đồng cũng là thụ ý của y, Trương Dương tìm y hỏi tội, Ngô Trung Nguyên cũng đầy một bụng ủy khuất, y nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, gần đây vật liệu xây dựng tăng giá ghê lắm, công trình nhà chờ khách chúng tôi vốn không kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa tiền công trình toàn là chúng tôi ứng trước, hiện tại đặt móng lại gặp phải cát lắng, chúng tôi khẳng định là lại phải bỏ thêm không ít kinh phí, lần này chúng tôi chắc chắn là chịu lỗ. Trương Dương nói, Ngô Tổng, chúng tôi một mực đều án chiếu theo hợp đồng mà làm việc, tiền công trình thì phải sau khi nghiệm thu công trình hợp cách mới có thể trả được, còn vật liệu xây dựng tăng giá đâu có liên quan gì tới chúng tôi. Đặt móng gặp cắt lắng, thay đổi công nghệ, giá thành tăng, có thể ngồi xuống bàn vấn để thay đổi hợp đồng, nhưng các ông không thể nào tùy tiện đình công được. Nếu như bởi vì các ông mà ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng sân bay mới, tới lúc đó đừng trách tôi không khách khí. Ngô Trung Nguyên nói, thị trường trương, song phương hợp tác thì phải dựa trên cơ sở tín nhiệm và thông cảm cho nhau, anh đừng có hà khắc với phía thi công chúng tôi như vậy, chúng ta thực sự là không thể hợp tác nữa. Trương Dương nói, ý của ông là gì? Ngô Trung Nguyên cười một tiếng, nói, không có ý gì cả, công trình nếu như muốn làm tiếp thì phải bàn lại hợp đồng, chúng tôi không thể làm ăn lỗ vốn được. Trương Dương nói, Ngô Tổng, ông đang ép tôi đấy à? Trương 496, mặt trời vẫn mọc như thường ba. Ngô Trung Nguyên nói, không dám, thị trưởng Trương, chúng ta đều là bạn bè, nhưng tôi không thể bởi vì tình bạn mà bán đứng lợi ích của công ty trương dương tức giận nói ngô tổng bình trung các ông nếu muốn làm tiếp thì lập tức phục công cho tôi còn những chuyện khác đợi ông tới giang thành rồi bàn tiếp ngô trung nguyên nói vẫn phải bàn điều kiện trước hợp đồng không bàn được thì công nhân của chúng tôi cũng không thể an tâm mà làm việc trương dương thực sự có chút tức giận rồi nói ông có muốn làm nữa hay không nói xong hắn liền dập máy Quy Điền Hạo Nhị và Thường Lăng Phong đứng ở bên cạnh đều nghe rất rõ. Thường Lăng Phong nói, xem ra chuyện lần này không chỉ là đơn giản giặt móng gặp cát lắng đâu, gần đây giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt, giá thành xây dựng cũng tăng lên không ít, không gian xây dựng của tập đoàn xây dựng bình chung bởi vì thế mà bị nén lại. Tôi nghĩ chuyện gặp cát lắng vừa hay cho họ một cái cớ, bọn họ muốn mượn chuyện này để bàn điều kiện. Trương Dương tức giận nói, làm ăn thì phải giữ chữ tín, lúc trước đã ký hợp đồng rồi thì phải làm, ngô trung nguyên y dám nuốt lời tôi sẽ khởi tố y thường lăng phong nhìn ra là tâm tình của trương dương không được tốt nhẹ nhàng khuyên xử lý chuyện này không thể nào gấp được công trình đã bắt đầu rồi thật sự làm ầm lên thì ảnh hưởng không tốt đâu hay là bàn lại một chút tranh thủ giải quyết hòa bình chuyện này trương dương nói tôi coi như là nhìn thấu rồi đám thương nhân này toàn là hạng ruồi bâu lên mặt anh nể mặt họ họ chỉ cảm thấy anh dễ bắt nạt trong mắt họ chỉ biết có tiền mà thôi bởi vì mưa nên trương dương tối hôm đó ở lại bộ chỉ huy của sân bay mới không về lúc ăn cơm tối thường lăng phong bảo nhà ăn làm mấy món đưa tới văn phòng của trương dương phát hiện trương dương đang viết chữ thường lăng phong ghé vào thấy trương dương viết câu nhường ba phần là gió êm sóng lặng Lùi một bước là biển rộng trời cao không khỏi bật cười trương dương tức giận lườm gã cười cái rắm thường lăng phong nói hôm nay anh khí không thuận tôi không đắc tội với anh Trương Dương ném bút lông lên bàn, vào bức tranh chữ mới viết xong lại ném vào thùng rác đựng giấy. Thường Lăng Phong bước tới nhặt lên, tiếc rẻ nói, chữ đẹp như vậy sao nói vứt là vứt được. Trương Dương nói, tâm cảnh phiền loạn, viết ra cái gì bản thân cũng không thấy vừa mắt, hay là để lại ném người vậy. Thường Lăng Phong nói, nhìn không ra đấy, anh đây là chứng tổng hợp thất tình, đang trong thời kỳ quá độ. Trương Dương không khỏi bật cười, anh thành chuyên gia tình ái từ lúc nào vậy? xem ra có đồng chí trương rồi là khác hẳn thường lăng phong nói anh nói ít về tôi thôi tôi hôm nay là đặc biệt tới an ủi anh anh còn trêu tôi nữa là tôi đi đấy trương dương kéo thường lăng phong ngồi xuống trước bàn làm việc nhìn mấy món thức ăn mà gã mang tới cười bảo anh cũng tính là có lòng đúng rồi trong xe tôi còn có vịt quay đấy để tôi xuống lấy thường lăng phong nói không cần đủ thức ăn rồi còn chưa nói xong thì trương dương đã chạy ra ngoài một lát sau cầm thịt vịt quay bước vào kéo túi ra cho vào lò vi sóng quay thường lăng phong mở bình thanh giang đặc cung rót cho hắn còn mình thì mở một chai bia trương dương nói cùng tôi uống chút rượu đi thường lăng phong lắc đầu nói mấy hôm nay không được khỏe tôi uống bia thôi trương dương nói bận việc thì cũng phải ăn cơm cho đúng giờ sức khỏe là vốn mà thường lăng phong nói bệnh cũ rồi cứ tới mùa thu là lại bị hai năm nay về nước còn đỡ hơn nhiều. Trương Dương nói, anh uống nước khoáng đi, bia cũng đừng có uống, uống lạnh vào không tốt đâu. Hắn đối với vị chiếu hữu này cũng rất quan tâm. Thường Lăng Phong cười nói, không sao, thấy anh trong lòng không vui, cùng anh uống một chút. Trương Dương cầm chén rượu lên cùng với gã. Thường Lăng Phong nói, anh và Sở Yên nhiên hợp nhau như vậy, không thể nào thật sự chia tay được đúng không? Trương Dương uống rượu, nói chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này không, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, chúng ta chỉ bàn công tác, bàn sự nghiệp, không bàn tình cảm. Thường Lăng Phong cười nói, được, vậy thì bàn chuyện công việc. Gã uống một ngầm bia, vặt một cái đùi vịt quay, cắn một miếng rồi nhíu mày, nói, đồ để trong túi chân không không thể nào ngon bằng vừa ra khỏi lò. Trương Dương cười bảo, nói thừa. Thường Lăng Phong nói, tôi vừa nghĩ rồi, tập đoàn xây dựng Bình Trung Đình Công không phải là ngẫu nhiên, lúc trước chúng ta ký hợp đồng, đa số thương nhân phân bao xây dựng đều dùng hình thức làm khoán để tiến hành, gây đây vật liệu xây dựng tăng giá, căn cứ vào hợp đồng vốn có, không gian lợi nhuận của họ sẽ bị ép xuống nhiều, cho nên đám thương nhân xây dựng hiện giờ lúc nào cũng oán thán, có điều để khí của họ lại không bằng tập đoàn xây dựng bình chung, Ngô Trung Nguyên dẫn đầu đình công, tôi chỉ sợ là những thương nhân xây dựng khác cũng làm theo. Trương Dương chậm rãi hạ chén rượu xuống, tôi sớm đã nói ra, Đám thương nhân xây dựng đó đều là hãng thế lợi, không thể nào nể mặt chúng được." Thường Lăng Phong nói, cái này cũng không thể trách họ, thương nhân lấy lợi làm đầu, nếu mất đi lợi nhuận, buôn bán lỗ vốn thì ai muốn làm?" Trương Dương nói, ai bảo họ tới ký hợp đồng, họ ký hợp đồng thì phải án chiếu theo hợp đồng mà làm chứ." Thường Lăng Phong cười nói, thị trường vật liệu xây dựng của quốc nội mấy năm gần đây tương đối bình ổn, lúc trước khi ký hợp đồng, đám thương nhân xây dựng này đều không ngờ giá vật liệu xây dựng năm nay lại tăng đột ngột, phúc độ tăng lên lại kinh người và nhanh đến như vậy. Trương Dương nói, bất kỳ sinh ý nào cũng có nguy hiểm, trên thế giới này căn bản không có cuộc làm ăn nào là dễ kiếm không bị lỗ cả, bản thân bọn không dự tính được thì oán ai. Thường Lăng Phong nói, tuy là nói vậy, nhưng bảo bọn họ chịu thiệt thì họ lại không làm. Trương Dương nói, không làm thì truy cứu trách nhiệm của họ trước pháp luật, phạt cho họ khuynh ra bại sản thì thôi. Thường Lăng Phong nói, anh đây là muốn đuổi tận giết Việt rồi. Vừa rồi chữ mà anh viết là gì, nhưng ba phần thì gió yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Viết thì hay nhưng sao khi anh làm lại không được như vậy? Trương Dương nói, anh giống như là đang giáo huấn tôi vậy. Thường Lăng Phong nói, tình tự trong sinh hoạt ngàn vạn lần đừng có đem vào công tác, anh không phải là cả ngày đều nói rằng nhiệm vụ của chúng ta là trong thời gian quy định đảm bảo chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng sân bay mới một cách viên mãn ư? Cho nên phối hợp tốt với đám thương nhân xây dựng này là rất quan trọng." Trương Dương nói, "Anh có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta phải lật lại hợp đồng mà chính mình đã ký ư? Thế chẳng phải là tự vả vào, vào miệng mình à?" Thường Lăng Phong nói, "Nếu như trên chuyện này mà không thông cảm cho thương nhân xây dựng, vậy thì tiến độ xây dựng sân bay mới của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Anh có thể đuổi tập đoàn xây dựng Bình Trung đi." nhưng lại không thể đuổi hết cả thương nhân xây dựng đi được, cho dù là anh có thể đuổi hết đi, chiêu thương lại, điều kiện cũng khẳng định là không thấp hơn của họ. Trương Dương nói, nghe ý tứ của anh là bảo tôi bồi thường cho họ ư? Thường Lăng Phong nói, công trình sân bay đã bắt đầu khởi công rồi, hợp đồng đã ký lúc ban đầu không thể thay đổi được, cái này có liên quan tới sự tôn nghiêm và công tín của chính phủ, nhưng lợi ích của những thương nhân xây dựng đó mà không được đảm bảo bọn họ tất sẽ sản sinh tâm lý đối kháng chúng ta có thể cân nhắc trong công trình tiếp sau cấp cho họ bồi thường nhất định trương dương nói anh là nói trên công tình hiện giờ thì họ chịu lỗ sau này sẽ cho họ một số công trình kiếm được tiền như vậy là có thể bình hành thường lăng phong nói chính là ý nói trương dương bà đúng là nực cười hợp đồng đã ký rồi tôi còn phải suy nghĩ tới cảm thụ của họ còn nghĩ cách để họ kiếm tiền đảm bảo cho họ không bị lỗ Thường Lăng Phong mỉm cười nói, thời đại hiện giờ làm bất kỳ chuyện gì cũng phải kiêm cố lợi ích của hai bên, cố gắng để sao cho cả hai cùng thắng, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo công trình tiến triển thuận lợi, chỉ có vậy thì mới có thể đảm bảo chúng ta hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà thị lý giao cho chúng ta. Trương Dương ó ói, chúng ta cần phải nghĩ tới cảm thụ của lũ gian thương đó thật ư. Thường Lăng Phong cười ha ha, bảo, xây dựng sân bay mới nếu như là một trận chiến tranh thì anh chính là nguyên soái chỉ huy bộ đội, những người như chúng tôi là sĩ quan dưới tay anh, những thương nhân nhận thầu chính là những lính đánh thuê, muốn chỉ huy được đội ngũ phức tạp này đánh thắng trận thì phải kiêm cố tới lợi ích của mỗi một người, nhượng bộ lúc cần thiết chính là một loại trí tuệ chính trị, nếu như lợi ích của những thương nhân nhận thầu không được đảm bảo, bọn họ làm sao mà thật thà hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, chất lượng công trình sao có thể được đảm bảo, tiền lương của dân công làm sao được đảm bảo? Trương Dương thở dài, trí tuệ chính trị cái gọi là trí tuệ chính trị con mẹ nó là âm mưu quỷ kế mà. Thường Lăng Phong nói, cái mà các lãnh đạo muốn thấy là kết quả, bọn họ sẽ không để ý tới quá trình, nếu xây dựng sân bay mới không thể tiến hành thuận lợi và ổn định, nếu họ truy cứ trách nhiệm, người đầu tiên dơ đầu ra chịu báng chính là anh đó. chương 497, trộm cắp sau lưng 1 Trương Dương hiểu rằng những gì mà Thường Lăng Phong nói đều là sự thực, hắn rót thêm một chén rượu, cầm cái chén lắc lắc nói, anh là nói, Tôi chỉ cần dẫn dắt tốt đội ngũ, đánh thắng trận này, những chi tiết khác không cần phải suy nghĩ tới." Thường Lăng Phong nói, "Tôi nhớ anh tôi đã từng nói, một cán bộ tốt trước tiên phải đảm bảo không để xảy ra chuyện, lãnh đạo thích nhất là thuộc hạ ít dính vào phiền phức, chuyện không tốt mà anh để xảy ra quá nhiều càng chứng minh năng lực lãnh đạo của anh kém." Trương Dương cười nói, "Án chiếu theo cách nói của anh anh thì con người tôi chính là cái gì cũng sai, không những thường để xảy ra chuyện mà còn thường mang tới phiền phức cho lãnh đạo." thường lăng phong mỉm cười nói không phải là mang tới phiền phức cho lãnh đạo mà là rước lấy phiền phức cho lãnh đạo tôi đã gặp rất nhiều cán bộ rồi nhưng có thể cắm hai đao vào hông lãnh đạo thì chỉ có mình anh thôi trương dương cười ha ha trương dương là nói tới quan hệ giữa hắn và đỗ thiên giã những phiền phức mà hắn mang tới cho bí thư đỗ quả thực đang gọi là hai hông cắm đao thường lăng phong nói ý nghĩa của công trình sân bay mới rất trọng đại lúc trước bí thư đỗ giao công trình trọng yếu này cho anh đã gặp phải không ít thị phi, từ khi công trình sân bay mới khởi công cho tới nay, tuy chắc trở không ngừng, nhưng vẫn may mà chưa xảy ra chuyện gì lớn, trên thương trường, mạo hiểm càng lớn thì lợi ích càng nhiều, kỳ thực trên chính trị cũng vậy thôi, lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng lớn. Trương Dương uống một ngụm rượu, nói ai cũng thấy công trình sân bay mới có thể mang tới chính tích lớn, nhưng đa số người đều chỉ thấy trộm ăn thịt chứ không thấy trộm ăn đòn, nỗi khổ trong đây có mấy ai hay. Thường Lăng Phong nói, công trình sân bay mới nếu như hoàn thành viên mãn, chính tích mang tới không cần nghĩ cũng biết, nhưng nếu để xảy ra sai lầm, trách nhiệm phải gánh cũng cực kỳ nghiêm trọng, nếu như xử lý không chuẩn, rất có khả năng bởi vì thế mà vĩnh viễn không thể lật mình. Trương Dương biết Thường Lăng Phong không phải là nói quá, đoạn thời gian gần đây tình tự của hắn bởi vì sợ yên nhiên mà bị ảnh hưởng, hiện tại nên bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ càng một chút. Con đường chính trị này không phải là dễ đi, hắn từ một chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch của xã Hắc Sơn Tử đi lên, trong lịch trình hơn hơn năm nay tuy nói là gặp gành chắc trở, nhưng trên tổng thể thì vẫn tính là thuận lợi, hiện giờ đã thành thường ủy của thành phố Phong Trạch, phó thị trường thành phố Phong Trạch, tổng chỉ huy hiện trường sân bay mới Giang Thành, với độ tuổi còn chưa tới 23 của hắn đã đạt tới độ cao chính trị này, phóng nhãn khắp tỉnh Bình Hải chỉ sợ là không tìm đâu ra được người thứ hai. Nhưng có thể đề thăng quá nhanh như vậy, khiến cho hắn sản sinh ra tình tự kiêu ngạo, trong bất tri bất giác trên người hắn đã mang theo quá nhiều tác phong cường thế khi xử lý vấn đề thích lợi dụng dĩ bạo chế bạo trương dương nói khẽ lăng phong trong mắt anh tôi là một người như thế nào thường lăng phong cười nói anh là một người may mắn trương đại quan nhân có chút bất mãn nói anh cho rằng tôi đi lên được tới vị trí ngày hôm nay chỉ là dựa vào may mắn thôi ư thường lăng phong nói trên người anh mang quá nhiều vầng sáng anh em của bí thư thị ủy con rể tương lai của tỉnh trường, con trai nuôi của phó thủ tướng. nếu không có những vầng sáng này, sĩ đồ của anh Việt không thể đi một cách thuận lợi như vậy. trương dương gật đầu. nếu như không có những bối cảnh này, hắn trên chính trị sẽ mất đi rất nhiều trợ lực. hắn đột nhiên nhớ tới mình và sở yên nhiên đã chia tay, cười khổ nói, hiện tại vầng sáng trên người tôi đã bắn đầu tắt rồi. thường lăng phong nói, người khác tiến hành tránh né anh trên chính trị, bọn họ kỳ thực không phải là sợ anh, mà là những bối cảnh ở phía sau anh nếu mất đi những bối cảnh này anh sẽ phát hiện bên cạnh anh vốn mai phục rất nhiều địch nhân nói tới đây gã dừng lại một chút uống nốt chỗ bia trong cốc ý vị thâm trường nói rất nhiều lúc phương pháp tốt nhất để đối phó với địch nhân không phải là chỉ dựa vào nắm đấm trương dương hỏi lại anh cho rằng phương pháp giải quyết tốt nhất là gì thường lăng phong mỉm cười nói bất thụ địch biến kẻ địch thành bằng hữu mỗi người đều có triết học nhân sinh của mình nhân sinh quan của thường lăng phong không thích hợp dùng cho trương đại quan nhân nhưng lời nói của gã khiến trương dương trầm tư lần này tới kinh thành giúp trương dương minh bác một đạo lý bất kỳ quan hệ nào được xây dựng trên cơ sở chính trị đều không thể đáng tin cậy sau chuyện của tần manh manh cha nuôi đối với cách làm của mình có chút phê bình úp mở hơn nữa sự chia tay với sở yên nhiên cũng chẳng khác nào ở trước mặt công chúng xóa sạch quan hệ giữa mình và tống hoài minh trương dương ý thức được những chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới con đường trong tương lai của mình. Thường Lăng Phong nói không sai, nếu như không có những vầng sáng này, sĩ đồ của hắn sẽ không thể đi được một cách thuận lợi như vậy. Sau khi những vầng sáng này dần dần tắt đi, tương lai của hắn sẽ đi về đâu? Khi Trương Dương tỉnh lại, quyết định nghe theo kiến nghị của Thường Lăng Phong, triệu tập những thương nhân nhận thầu xây dựng sân bay mới tới họp, mục đích của hắn chính là muốn an định quân tâm, đảm bảo công tác xây dựng sân bay mới được tiến hành ổn định nhưng cầm lấy điện thoại lên, lại phát hiện bên trong ống nghe không có bất kỳ phản ứng nào, Trương Dương liên tục bấm mấy số, vẫn là như vậy, hắn kéo cửa phòng gọi thư ký Phó Trường Trinh tới. Phó Trường Trinh cười khổ nói, thị trường Trương, sáng sớm ngày hôm nay đường dây chiếu sáng và đường dây liên lạc của chúng ta bị cắt rồi. Trương Dương hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là có bộ môn phá rối không? Gây đây thằng nhãi này trở nên thập phần đa nghi. Phó Trường Trinh nói, vừa rồi có liên hệ với cục điện tín nhân viên kiểm tra đang trên đường đến đây bọn họ nói có thể là ngày hôm qua trời mưa chắc là do nước mưa chui vào dây cáp điện phía sở điện cũng phái người tới rồi bọn họ phủ nhận là do bọn họ cắt điện trương dương nói chuyện này bảo họ làm nhanh một chút công trình xây dựng sân bay mới quan trọng như vậy liên lạc và điện lực không thể bị gián đoạn nhất định phải bảo họ sửa thật nhanh phó trường trinh gật đầu Trương Dương lại nói cậu đi thông chi cho các đơn vị xây dựng của sân bay mới, bảo họ chiều nay tới bộ chỉ huy họp. Sau khi phó trưởng Trinh đi, một lâu sau liền trở về, gã mang về cho Trương Dương một tin tức không tốt, đường dây liên lạc bị ngắt không liên quan gì tới trời mưa cả, mà là do con người tạo thành, đường dây liên lạc của công trường sân bay mới hôm qua bị người ta cắt, căn cứ vào kết quả kiểm tra sơ bộ, đường dây bị cắt rất nhiều, tổn hại hơn trăm vạn nhân dân tệ còn nguyên nhân đường dây chiếu sáng bị cắt thì vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Trương Dương nghe thấy chuyện nghiêm trọng như vậy, lập tức bảo Phó trưởng Trinh đi báo cảnh sát. Xét thấy tình hình nghiêm trọng, hôm đó Cục trưởng Cục Công an Phong Trạch Trình Diễm Đông tự mình dẫn đội tới, đại đội hình trinh của Cục Công an Giang Thành cũng phái người tới tìm hiểu tình huống, cảnh viên được phái tới tìm hiểu tình hình chính là Tân Bạch. Trương Dương vốn cho rằng Tân Bạch sau vụ đám cưới với Trần Vi đã quyết định điều đi, rời khỏi Giang Thành, nơi khiến gã thương tâm này. Nhưng không ngờ Tần Bạch không những không đi, hơn nữa còn nhanh như vậy đã trở lại công tác, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, xem ra nội tâm của Tần Bạch không yếu đuối như hắn nghĩ. Cuộc họp mà Trương Dương vốn định mở vào buổi chiều cũng lâm thời thủ tiêu, bảo thường Lăng Phong đi đại biểu cho hắn câu thông với đám thương nhân xây dựng đó, còn hắn thì ở trong phòng họp bàn bạc với cảnh sát về chuyện đột nhiên xảy ra nguyên nhân mà đường dây chiếu sáng bị gián đoạn cũng đã được tra rõ là bị trộm cắt. Trình Diễm Đông nói, căn có vào đích tình ở hiện trường đã sơ bộ nhận định đây là hành vi cùng với cắt trộm đường dây liên lạc, chúng tôi đã phái cảnh viên tới toàn bộ các trạm thu hồi phế phẩm, tranh thủ mau chóng tìm được tang vật. Trương Dương nói, quan trọng ở đây là phải làm thật rõ ràng, rốt cuộc là sự kiện cùng phá hoại việc xây dựng sân bay mới là cố ý hay là hành vi cắt dây điện chỉ là ngẫu nhiên phát sinh vì mục đích vi lợi. Trình Diễm Đông nói, sự kiến cắt dây điện xảy ra vào mùa thu năm nay rất nhiều, chắc chỉ là một chuyện ngẫu nhiên thôi, không phải là hành vi cố ý phá hoại việc xây dựng sân bay mới đâu. Tần Bạch thì lại không thấy vậy, gã có cách nhìn khác, đường dây chiếu sáng và đường dây liên lạc trong một đêm bị trộm cắt, đồng thời vào lúc cắt dây, một bộ phận thiết bị liên lạc mà công ty hối thông cung cấp cho sân bay mới cũng bị người ta phá hoại. Nếu như những tên trộm này đơn thuần chỉ vì mưu lợi, vậy vì sao lại đi phá hỏng thiết bị của hối thông? tôi cho rằng rất có khả năng đây là một hành vi có mục đích phá hoại việc xây dựng sân bay mới. Trương Dương nói, bất kể mục đích của những kẻ trộn cắt dây này là gì, bắt được chúng nhất định không được phạt nhẹ, bọn chúng vì bán phế phẩm mà tạo thành tổn thất hơn trăm vạn, tính chất rất ác liệt. Trương 497, trộm cắp sau lưng 2 Trình Diễm Đông có thể hiểu được sự phẫn nộ của Trương Dương lúc này, gã chủ động xin lỗi, nói, đường dây liên lạc bị cắt, thiết bị bị hủy, có liên quan tới việc công tác bảo vệ của chúng tôi không tốt, chúng tôi sẽ gánh trách nhiệm tương ứng. Trương Dương nói, hiện tại không phải là lúc thảo luận ai gánh trách nhiệm, nhiệm vụ chủ yếu mà chúng ta phải làm là mau chóng phục hồi liên lạc, sau đó bắt hết những phần tử tội phạm, đồng thời tăng cường công tác bảo an để đảm bảo việc xây dựng sân bay mới không bị phá hoại và ảnh hưởng. Thi luận vụ án đã hoàn tất, Trương Dương lại dùng di động liên hệ với lãnh đạo của Bộ môn Điện lực Điện tín của Phong Trạch, nhấn mạnh là phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại liên lạc và chiếu sáng. Sau khi tan họp, Trương Dương và Tần Bạch cùng nhau tới hiện trường bị cắt dây, mấy chiếc xe sửa chữa đang bận rộn ở hiện trường. Người phụ trách sửa chữa của bộ môn điện tín nghe nói lãnh đạo tới, liền chạy đến báo cáo tình hình với Trương Dương. Trương Dương hỏi, anh dự tính lúc nào thì có thể khôi phục liên lạc? Báo cáo thị trưởng Trương, đại khải là khoảng một tiếng nữa. Trương Dương gật đầu, tỏ ý hài lòng với tốc độ sửa chữa của họ người phụ trách sửa chữa lại nói thị trường trương chúng tôi chỉ có thể khôi phục được liên lạc điện thoại thôi còn những thiết bị mà hối thông cung cấp thì cần phải có chuyên gia tới giải quyết trương dương nói với phó trường trinh đã liên hệ với phía công ty hối thông chưa phó trường trinh nói liên hệ rồi bọn họ rất nhanh sẽ phái nhân viên sửa chữa tới trương dương nhìn mấy chiếc xe sửa chữa phát hiện không có xe kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện lực ở bên trong không khỏi nhíu mày nói cục điện lực vẫn chưa có ai tới à. Phó Trường Trinh nói, bảo là đã đi rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa tới. Trương Dương nói, mất điện từ sáng tới giờ đã được hơn 3 tiếng rồi, cho dù là mới đi thì cũng phải tới rồi, gọi điện thoại cho cục trưởng của hạ, trong vòng nửa tiếng, còn không thấy xe sữa chưa tới thì bảo họ tự động từ chức đi. Phó Trường Trinh đã quen với phương pháp làm việc của Trương Dương, gã mỉm cười, vội vàng đi gọi điện thoại. Tần Bạch nói, bọn trộm cắp này đã là trộm dây cáp để mưu lụ, vì sao lại phá hủy thiết bị của hối thông nhỉ? Trương Dương nói, cậu hoài nghi đây là hành vi phá hoại có mục đích hư. Tần Bạch gật đầu. Trương Dương nói, bất kể mục đích của chúng là gì, ăn cắp nhiều dây cáp như vậy khẳng định sẽ ra tay, chỉ cần tìm thấy chỗ dây cáp đó, thuận theo đầu mối là có thể lôi được tên chủ sự ở sau lưng ra. Tần Bạch nói, nếu bọn chúng là cố ý phá hoại, vậy thì sẽ không mang dây cáp tới khu thu hồi phế phẩm đâu. Trương Dương nhìn Tần Bạch một cái, không biết gã vì sao lại nhận định chuyện này là có mục đích phá hoại. Phó Trường Trinh mang theo hai cặp lồng đựng cơm đã đi tới, bởi vì phải xử lý sự kiện cắt dây cáp này, bọn Trương Dương vẫn chưa kịp ăn trưa. Trương Dương cầm lấy cặp lồng cùng Tần Bạch ngồi xổm xuống gò đất mà ăn, nhìn khuôn mặt gầy gò của Tần Bạch, Trương Dương rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi cậu chừng nào thì điều đi. Tần Bạch ngây ra, sau đó và một miếng cơm to ra thịt ở hai gò má của hắn bởi vì cố sức nhai mà không ngừng uốn éo một lúc sau một nói không đi nữa trương dương kinh ngạc nhìn gã tần bạch nói em quyết định không đi nữa trốn tránh cũng không phải là cách cho dù là em đi tới chân trời có một số chuyện vẫn không thể nào thay đổi được em sinh ra ở giang thành lớn lên cũng ở giang thành bảo em rời khỏi nơi này em không dứt được trương dương bật cười nói kỳ thực có những câu tôi luôn muốn nói với cậu con người không thể chỉ vì tình cảm mà sống trên thế giới này được, còn có rất nhiều chuyện đang đợi chúng ta đi làm. Tần Bạch khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười, "Chị em cũng khuyên em như vậy, khi chuyện vừa xảy ra, em quả thực là nghĩ không thông, cảm thấy người khác đều nhìn em với ánh mắt khác lạ, đều khinh thường em, nhưng hiện tại em nghĩ thông rồi. Em cả đời này không phải là sống vì người khác, người khác nhìn thế nào, nói thế nào không quan trọng, nhân lúc còn trẻ tuổi, em vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm." Nói một cách khác, đi đường riêng của mình, mặc kệ người khác nói gì. Trương Dương cười ha ha, lúc này thấy hai chiếc xe một trước một sau lái tới, chiến xe ở phía sau chính là xe Jeep Cadillac của Kiều Mộng Việt, Trương Dương đứng dậy đón. Kiều Mộng Viện lần này đến là vì nghe nói thiết bị thông tín mà hối thông của họ cung cấp cho sân bay mới bị hủy, cho nên đặc biệt tới hiện trường kiểm tra tình hình hỏng hóc, đi cùng cô ta còn có hai kỹ sư cao cấp của công ty. Trương Dương từ Kinh Thành trở về, đây là lần đầu tiên gặp lại Kiều Mộng Viện, cô ta cắt tóc ngắn, thân mặc dồ màu đen, áo lót màu trắng, lộ ra vẻ vô cùng chắc khỏe, cả người trên dưới tràn đầy một cỗ vị đạo nữ cường nhân. Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương, cô ta vốn cho rằng sau khi hắn thất tình sẽ có bộ dạng mặt ủ mày trao, nhưng thấy nụ cười sáng lạn trên mặt hắn, Kiều Mộng Viện lập tức ý thức được sự lo lắng của mình là thừa rồi, thằng ôn này căn bản là một kẻ không tâm không phế. Trương Dương mỉm cười chia tay ra, hoan nghênh Kiều Tổng tự mình tới chỉ đạo công tác. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Kiều Mộng Viện cũng không tiện cự tuyệt hắn, chia bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay của Trương Dương nóng lên, nắm lấy tay Kiều Mộng Viện rồi không chút dấu vết nắn một cái, Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, rút tay khỏi tay Trương Dương, nói khẽ tình huống thế nào. Trương Dương nói, dây thông tin và đường dây chiếu sáng đều bị trộm cắt hơn 1.000 mét, chiều hôm nay chắc là có thể sửa xong, có điều một số thiết bị do hối thông của các cô cung cấp bị người ta phá hoại, tổn thất cụ thể thì chưa rõ. Kiều Mộng Viện gật đầu, cùng hai kỹ sư đi theo cô ta bắt đầu kiểm tra tình huống. Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi cầm mấy bình nước khoáng tới, hắn tự mình đưa một bình cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện tiếp lại bình nước khoáng mà Trương Dương đưa, uống một ngụm, cô ta bước lên trước mấy bước, bởi vì trời vừa mưa, hiện trường rất lầy lội, dài cao gót của Kiều Mộng Viện không cẩn thận lún xuống đất, thân thể nghiêng đi, suýt nữa thì ngã may mà trương dương kịp thời chạy tới đỡ lấy tay cô ta kiều mộng viện nhấc chân lên rút chân ra thì giày cao gót đã cắm sâu xuống bùn trương dương không nhịn được cười hắn cúi xuống lôi giày cao gót của kiều mộng viện ra giúp cô ta đi vào chân ở trước mặt nhiều người như vậy mặt kiều mộng viện không khỏi đỏ lên hành động của thằng ôn này cũng quá thân mật rồi để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì kiều mộng viện gạt ra có vẻ tức giận nói bỏ tôi ra Trương Dương nghe thấy cô ta nói vậy, quả nhiên là thả cô ta ra, không những thả mà còn quay người đi sang một bên. Kiều Mộng Viện bước lên trước một bước, chân này rút được ra nhưng chân kia thì lại lún xuống, cô ta thầm cười khổ, sớm biết vậy thì mình không đi giày cao gót nữa. Trương đại quan nhân ôm cánh tay cười ha ha nhìn Kiều Mộng Viện, bộ dạng tụ thủ bàng quan. Kiều Mộng Viện trừng mắt lườm hắn, một chân sâu một chân nông đi ra, tuy cô ta rất cẩn thận, nhưng trên giày cao gót vẫn dính đầy là bùn khi sắp ra khỏi chỗ lầy lộn thì chân dẫm đúng vào vũng bùn, nửa chân lún cả xuống dưới. Trương Dương lúc này mới chạy tới, lần này Kiều Mộng Viện không cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, sau khi rút chân từ dưới bùn ra, một nửa ống quần đã dính đầy bùn. Trương Dương nói, không có kinh nghiệm gì cả, biết là tới công trường còn đi giày cao gót. Kiều Mộng Viện một tay tóm lấy hắn, chân phải rút mạnh ra, còn giày thì vẫn cắm dưới bùn. Trương Dương lại cúi xuống lấy giày cao gót của Kiều Mộng Viện từ trong bùn ra, cười nói: "Tôi cõng cô đi nhé, giày này không đi được nữa rồi." Kiều Mộng Viện lắc đầu, ở trước mặt nhiều người mà làm vậy thì xấu hổ quá, cô ta có chút chịu không nổi, không ngờ lại cúi xuống cởi nốt giày bên trái ra, chỉ đi tất bước về xe jeep của mình. Trương Dương thấy Kiều Mộng Viện làm vậy, vội vàng nhắc nhở: "Đừng, cẩn thận rách chân." Hắn vừa nói xong thì nghe thấy Kiều Mộng Viện hét lên một tiếng đau đớn, thân hình cong xuống. Trương Dương vội vàng chạy tới, quả nhiên là hắn nói chúng rồi, chân trái của Kiều Mộng Viện dẫm lên một mảnh thủy tinh. Trương Dương bước tới trước mặt Kiều Mộng Viện, ngồi xuống hỏi, lên đi, tôi cõng cô. Kiều Mộng Viện lúc này không xính cường nữa, chân trái đau đớn vô cùng, máu tố cả ra, cô ta bò lên lưng Trương Dương, Trương Dương cõng cô ta tới cạnh xe Jeep, mở cốp xe ra, để Kiều Mộng Viện ngồi lên đuôi xe. Thấy chân trái của Kiều Mộng Viện vẫn đang chảy máu, mảnh thủy tinh vẫn còn găm trong chân. Trương Dương bảo phó Trường Trinh vào trong xe pick up của mình lấy hộp cứu thương ra, từ bên trong lấy kéo ra, cẩn thận cắt tất của Kiều Mộng Viện, sau đùng dùng nước sạch rửa hết bùn đất dính trên chân của Kiều Mộng Viện. Lại thấy chân ngọc của Kiều Mộng Viện không to không nhỏ, da thịt ở dưới chân nhẵn nhụi, cả bàn chân đẫy đà nhưng lại không mập, thanh tú mà không gầy, năm đầu ngón chân tinh trí như ngọc mài dài ngắn đúng độ, tròn tròn xinh xinh, cực kỳ dụ người. Kiều Mộng Viện bởi vì chân bị Trương Dương nắm trong tay, không khỏi có chút đỏ mặt tim đập mạnh, ngay cả cơn đau cũng quên đi mất, ho khẽ một tiếng. chương 497, trộm cắp sau lưng ba. Mắt Trương Dương nhìn chầm chầm vào chân của Kiều Mộng Viện, nhìn đến mức có chút thất thố, bị tiếng ho của Kiều Mộng Viện khiến cho tỉnh lại, hắn có chút xấu hổ cười cười, từ trong hộp cấp cứu lấy nhíp ra, cẩn thận lấy những mảnh thủy tinh ở trong chân Kiều Mộng Viện, vết thương rất sâu, tới gần 2mm, chẳng trách lại chảy nhiều máu như vậy. Trương Dương bôi thuốc kim sang tự chế lên vết thương của Kiều Mộng Viện, quan tâm hỏi, "Đau không?" Kiều Mộng Viện cắn chặt môi, khẽ gật đầu. Trương Dương bảo, cho nên mới nói nữ nhân đừng có hiếu thắng, vừa rồi để tôi cõng cô có phải là không sao rồi không? Kiều Mộng Viện nói khẽ, "Nhiều người như vậy, tôi sao lại không biết xấu hổ để anh cõng?" Trương Dương không khỏi cười hắc hắc, ý khác của Kiều Mộng Viện là, nếu như không có nhiều người như vậy thì cũng sẽ không cố kỵ như thế hắn biết tình tình của kiều mộng viện trước giờ luôn thận trọng, cho nên không dám nói gì quá phận, lấy băng ra chậm rãi băng bó vết thương lại cho kiều mộng viện. Kiều mộng viện sau khi được bôi thuốc kim sang, vết thương chỉ ngư ngứ không còn đau nữa, cô ta có chút hiếu kỳ, nói, sao trong xe anh tùy thời đều mang theo túi cấp cứu vậy? Trương Dương cười nói, cô biết mà, tôi là một người tính tình nóng nảy, vài ba ngày là lại động thủ với người ta, bị một chút thương ngoài ra là khó tránh khỏi, cho nên mới mang theo túi cấp cứu, gặp vết thương nhẹ thì tự mình có thể tùy thời xử lý kiều mộng viện không nhịn được cười nói anh cũng tự biết mình nhỉ trương dương sau khi băng bó xong cho cô ta cũng ngồi sánh với với kiều mộng viện ở cốp xe nhân viên công tác ở đằng xa đang ai làm việc nấy không có ai chú ý tới họ kiều mộng viện nói anh tiểu phi tới tây tạng tòng quân rồi trung trường thắng cũng bị ông nội tôi sa thải hai chuyện này đều liên quan tới anh ư trương dương nói không liên quan gì tới tôi cả tôi thề là tôi căn bản không ở trước mặt Kiều Lão nói xấu một câu nào về họ. Kiều Mộng Viện thở dài, nói anh Tiểu Phi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ như vậy. Trương Dương nói, gã được chiều quen rồi, tới Tây Tạng nếm chút đau khổ cũng không phải là một chuyện xấu. Kiều Mộng Viện nói, nghe nói anh ở Kinh Thành gây ra không ít chuyện. Trương Dương nói, lời đồn bên ngoài không đáng tin, kỳ thực là người khác chọc tôi. Kiều Mộng Viện bật cười, cô ta tất nhiên là không tin lời Trương Dương. Hai kỹ sư của hối thông rất nhanh liền tra rõ tình hình tổn thất, qua lại báo cáo với Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện sau khi nói với họ vài câu, liền quay sang Trương Dương, bảo chúng tôi sẽ nhanh chóng vận thiết bị tới, giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Trương Dương vẫn rất cảm kích Kiều Mộng Viện, dẫu sao thì chỗ thiết bị này đều là cô ta tài trợ không ràng buộc. Trương Dương nói cảm ơn Kiều Tổng, cảm ơn sự ủng hộ của các cô đối với việc xây dựng sân bay mới của chúng tôi kiều mộng viện nhìn về đằng xa thở dài nói tôi đã quyết định rút khỏi hối thông rồi giọng nói của cô ta tuy không lớn nhưng trương dương nghe mà giống như là xét đánh giữa trời quang hắn ngạc nhiên nói vì sao viễn cảnh của hối thông rất tốt mà kiều mộng viện nói anh biết đấy hối thông không phải là của một mình tôi trương dương im lặng không nói gì hắn đương nhiên rõ hối thông là kiều mộng viện và hứa ra dũng cùng nhau sáng lập hứa ra dũng ở trong đây chiếm một nửa cổ phần Kiều Mộng Viện nói, từ sau khi anh ta đi, một mình tôi chống đỡ hối thông, cũng may là nghiệp vụ của hối thông trước giờ luôn rất tốt, hiện tại tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, tập đoàn tinh nguyệt của Singapore đã đề xuất mua lại cổ phần của hối thông trên tay tôi, đợi sau khi hoàn thành giao dịch cổ phần, tôi sẽ triệt để rút khỏi hối thông, tôi mệt mỏi rồi. Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện, nói tập đoàn tinh nguyệt ư, đó chẳng phải là tập đoàn của hứa gia dung ư. Kiều Mộng Viện đan hai tay vào nhau, dướn về phía trước, nói khẽ, là tập đoàn nào cũng không quan trọng, chủ yếu là tôi mệt rồi, tôi muốn kết thúc. Trương Dương hiểu rằng Kiều Mộng Viện sở dĩ muốn kết thúc hối thống, nguyên nhân chân chính là muốn triệt để vạch rõ giới hạn với hứa Gia Dũng, nhớ tới những gì mà hứa Gia Dũng đã làm, Trương Dương trong lòng lại không khỏi tức giận, hắn lợi dụng chuyện của Kim Toa để gây hấn danh giới nhẫn nại của mình nhiều lần, sau đó lại vạch trần chuyện của Trầm Vi, khiến Tần Bạch mất mặt trong hôn lễ, Trương Dương đã không thể nào nhịn được hứa gia dũng nữa rồi. Hắn biết rõ rằng hứa gia dũng coi mình là kẻ thù giết cha. Nếu như mình mặc hệ gã, sau này sự báo thù của hứa gia dũng đối với mình sẽ biến thành ghê gớm hơn. Nếu như là báo thù quang minh chính đại, Trương Dương không sợ. Nhưng sự thực chứng minh hứa gia dũng là một tên tiểu nhân bất chấp thủ đoạn. Những thủ đoạn bẩn thỉu xuất hiện liên tục khiến cho Trương Dương quyết không thể để nhân vật nguy hiểm này tiếp tục tồn tại, làm nguy hại tới thân nhân, bằng hữu của mình. Trương Dương thở dài, nói cô khổ cực đưa hối thông tới quy mô hiện tại, chuyển nhượng cho tinh tuyệt, há chẳng phải là tiện nghi cho tên khốn hứa ra dũng đỏ ư. Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương, nói chuyện trên sinh ý, tự tôi sẽ có chủ ý, còn chuyện tình cảm thì không liên quan gì tới anh, sự lo lắng của anh hình như hơi thừa rồi. Trương Dương nói, cho dù là bạn bè, quan tâm nhâm cũng là điều nên làm mà. Kiều Mộng Viện nói, có thời gian thì đi quan tâm nhiều đến sở yên nhiên đi, có lẽ có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý. Kiều Mộng Viện cũng có nghe nói tới chuyện Trương Dương và Sở Yên Nhiên giải trừ hôn ước. Trương Dương cười khổ, nói, cô nói vậy thì hai chúng ta thực sự là có chút vị đạo của kẻ luân lạc thiên nhai. Kiều Mộng Viện nói, đừng có kéo tôi vào, tôi còn chưa thảm tới mức đó. Lúc này điện thoại của Trương Dương đổ chuông, là Trình Diễm Đông gọi tới, đã tìm thấy chỗ dây cáp bị cắt ở một trạm thu mua phế phẩm, ở hiện trường bắt được hai tên tội phạm cắt dây, đã thẩm vấn sơ bộ, bọn họ đã cung khai đồng bạn ra, cảnh sát đang tiến hành hành động, tranh thủ một lưới bắt gọn bọn trộm này. Căn cứ vào tình huống hiện tại nắm được, lần cắt dây cáp này không có nhiều nhân tố phía sau, chỉ là đám trộm này phạm tội vì mưu lợi, không có ý phá hoại. Tần Bạch ở trong chuyện này biểu hiện rất kiên trì, gã vẫn cho rằng không phải là một chuyện trộm cắp bình thường, đám phần từ tội phạm này cắt dây cáp thì có thể giải thích rõ, nhưng bọn chúng đi phá hoại thiết bị của hối thông thì khó mà giải thích được sự kiện cắt dây cáp này khiến chính phủ thành phố giang thành rất chú ý thị lý đã nhấn mạnh phải tăng cường trị an của công trường đảm bảo công trình sân bay mới được tiến hành ổn định ngăn chặn những sự kiện tương tự phát sinh sau cuộc nói chuyện giữa cục trưởng cục công an vinh bằng phi và trương dương quyết định phái thêm cảnh sát tới quản lý trị an ở công trường tần bạch chủ động xin đi tới công trường phụ trách công tác trị an hiện trường trương dương ngay lập tức nói chuyện tần bạch được điều đến công trường sân bay mới cho tần thanh Tần Thanh sau khi từ Giang Thành về Lam Sơn, một mực đều lo lắng cho chuyện của em trai mình, hiện tại nghe nói gã được phái tới công trường sân bay mới công tác, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao thì chuyện của Trầm Vi cũng đã kích Tần Bạch rất mạnh, nếu như gã tiếp tục ở lại cục công an Giang Thành, áp lực tâm lý phải gánh chịu sẽ rất lớn, khó tránh khỏi phải đối diện với những lời đồn đại thất thiệt, đây chính là nguyên nhân mà lúc trước Tần Thanh muốn điều gã tới Lam Sơn hoặc là Nam Thích. Nhưng đáng tiếc đề nghị của cô ta lại bị Tần Bạch cự tuyệt, Tần Bạch kiên chỉ muốn ở lại Giang Thành tiếp tục công tác, hiện tại Tần Bạch tới công trường sân bay, tuy vẫn là ở Giang Thành, nhưng dẫu sao cũng là rời khỏi hoàn cảnh công tác trước kia, thay đổi hoàn cảnh đối với sự hồi phục tâm lý của Tần Bạch có tác dụng rất lớn. Tần Thanh dặn dò Trương Dương, Tần Bạch tới chỗ anh, anh sau này phải khai thông cho nó nhiều nhé, giúp nó sớm ngay từ trong thung lũng đi ra. Trương Dương nói, em yên tâm đi, anh sẽ làm tốt công tác tư tưởng, đợi khi em gặp lại Tần Bạch, nhất định sẽ thấy nó lại đầy dũng khi và hy vọng đối với cuộc sống. Tần Thanh cười nói, biết là anh có bản sự đó mà. Trương Dương nói, vậy, em nếu giúp em khuyên bảo nó, em sẽ báo đáp anh thế nào đây? Tần Thanh gắt, còn ra điều kiện với em à, anh đúng là vô sỉ. Trương Dương nói, anh gần đây phát hiện, con người ta một khi vô sỉ sẽ sống thoải mái hơn. Tần Thanh cười khẽ, lần sau lúc gặp anh, anh bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó thị trường Tần Thanh cũng chỉ có ở trước mắt Trương Dương mới biểu hiện ra nhu tình như nước như vậy. Trương Dương trong lòng sướng dơn, hắn nói khẽ, em nói đấy nhé, đã nói là nhất định phải giữ lời. Tuy là qua điện thoại, nhưng Tần Thanh vẫn có thể nghe ra vị đạo ám muội trong lời nói của tên này, mặt không khỏi nóng lên, nói, giữa ban ngày ban mặt, đừng có nói vậy, em gác máy đây, sắp phải đi họp thường ủy rồi. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, bí thư chu của bọn em đi chưa? Tần Thanh nói: "Chưa đi, tình lý chỉ có ý định, tới giờ bộ tổ chức vẫn chưa hạ công văn." Trương Dương nói: ngô Minh gần đây đang rất cố gắng tranh thủ, giúp anh nhắc nhở thị trường thường phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong rãnh." Chương 498, lòng dạ rộng rãi một. Gác điện thoại của Trương Dương, Tần Thanh thở vào một hơi, lúc này cửa phòng có tiếng gõ, Tần Thanh nói: "Vào đi." Chính là Thường Hải Tâm tới cô ta là đặc biệt tới đây nhắc nhở Tần Thanh đi họp thường ủy, thấy vẻ mặt Tần Thanh đỏ bừng, thường hải tâm có chút kinh ngạc nói thị trường Tần, mặt cô đỏ quá. Tần Thanh trong lòng hoảng hốt, vội vàng dùng hai tay che hai gò má, có ư. Lòng bàn tay cảm thấy hai gò má nóng, trong lòng thầm mắng Trương Dương, đều là cú điện thoại của hắn quấy rối làm tâm tư của mình không yên. Thường Hải Tâm đương nhiên không biết thị trường Tần vừa rồi chính là trốn ở trong văn phòng nói chuyện tình yêu, đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của tần thanh nhắc nhở cô ta còn nửa giờ nữa là họp tần thanh gật đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện mà trương dương vừa rồi nhắc nhở nhẹ giọng nói thị trưởng thường đi đông giang họp đã về chưa thường hải tâm nói chưa thần thần bí bí cũng không biết là có chuyện gì tần thanh cười cười tuy rằng bộ tổ chức tỉnh đến bây giờ vẫn chưa có công văn chính thức nhưng chuyện bí thư thị ủy thành phố lam sơn chu vũ dương sắp tới tỉnh lý nhậm chức đã là ván đã đóng thuyền trước bí thư thị ủy Lam Sơn tương lai hẳn là phải nằm trong tay vị lão thị trưởng này. Phó bí thư thị ủy Ngô Minh tuy rằng hoạt động thường xuyên, nhưng là bất kể tư lịch hay là chính tích y đều không thể sánh bằng thường tục. Y tuy rằng cũng là một đối tượng được khảo sát, nhưng chắc là đến cuối cùng cũng chỉ có thể đóng vai nhân vật cùng thái tử đọc sách. Trương Dương bảo mình nhắc nhở thường tụng trăm ngàn lần đừng để lật thuyền trong mương, thật ra là không cần thiết. Trương Dương không rõ uy tín của thường tụng ở Lam Sơn, Chu Vũ Dương theo bí thư thị ủy tiền nhiệm Hồng Vĩ Cơ đến, nhưng cho tới tận bây giờ, uy tín của bọn họ vẫn không thể bằng thường tục. Thường tục đã sớm nên tiến thêm một bước trên sĩ đồ, sở dĩ thượng dẫm trận tại chỗ ở vị trí thị trường. Nguyên nhân căn bản là do tính tình thẳng thắn của y, hiện tại cán bộ muốn một bước lên mây. Không chỉ cần phải có năng lực công tác, không chỉ cần phải có chính thích, mà còn phải học được cách câu thông với lãnh đạo thượng tầng. Anh không biết câu thông, lãnh đạo thượng tầng làm sao mà biết đến năng lực của anh. Làm sao mà hân thưởng anh được, để từ đó mà đề thăng anh. Thường Hải tâm rụt rè hỏi, thị trường Tân, nghe nói là bí thư chu sắp thành phó tỉnh trưởng à. Thường Hải tâm tuy không có hứng thú lắm với chuyện chính trị, nhưng chuyện liên quan tới cha mình, cô ta tất nhiên là phải quan tâm. Tần Thanh mỉm cười, nói, bộ tổ chức một ngày chưa có công văn chính thức, thì ngày đó vẫn chưa xác định được chuyện này, đợi cha cô về là rõ thôi. Thị trưởng Lam Sơn thường tụng lúc này ra ngồi ở trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Khổng Nguyên, tuy thường tụng đã đảm nhiệm trước thị trưởng Lam Sơn nhiều năm rồi, đã nhìn quen gió mưa, nhưng tới đây rồi, trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Thường tụng trước giờ lấy nguyên tắc quan tốt làm công tác nghiêm chỉnh để làm người, nhưng điều này không chứng tỏ là y có thể phớt lờ công danh. 7 năm trước, khi y đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy Lam Sơn, sau đó cho rằng mình có thể đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn, nhưng sự có mặt của Hồng Vĩ Cơ khiến y chỉ lên được vị trí thị trưởng Lam Sơn. Sau khi Hồng Vĩ Cơ ra đi, y cho rằng lần này chắc là tới lượt mình rồi, nhưng tổ chức lại phái tới một chu vũ dương trẻ tuổi, với tuổi tác của thường tục, y vốn cho rằng mình đã vô vọng với chức bí thư thị ủy, nhưng chu vũ dương sau khi tới Lam Sơn 2 năm lại sắp được đề thăng, bất kỳ ai cũng có khúc mắc. Thường tụng cũng không ngoại lệ, bí thư thị ủy đã thành một khúc mắc trong lòng y, hiện giờ khúc mắc này cuối cùng cũng được giải khai rồi. Bộ tưởng bộ tổ chức tỉnh khổng nguyên mặt mày tươi cười, y rất thân thiết cùng thường tụng ngồi xuống sa lông, thời gian khổng nguyên với bình hải không dài các cấp cán bộ của bình hải không hiểu rõ lắm về vị bộ trưởng bộ tổ chức này có điều tất cả mọi người đều biết chuyện khổng nguyên bị người ta tát vào mặt ở tỉnh hải chuyện đó khiến hình tượng của khổng nguyên ở trong mắt các cán bộ giảm sút đi nhiều có điều từ sau chuyện đó khổng nguyên rõ ràng là nhún nhường hơn nhiều biểu hiện cũng bình dị dễ gần hơn khổng nguyên mỉm cười nói thị trường thường lam sơn làm rất tốt dưới sự dẫn dắn của cán bộ các ông lam sơn đã thành một viên minh châu của bình hải chúng ta trở thành sự tượng trưng cho cải cách của Bình Hải chúng ta. Thị trường thường cực khổ rồi. Thường Tụng Khiêm Tốn nói, sự cải cách của Lam Sơn có được thành tựu như ngày hôm nay là kết quả công tác của toàn thể cá bộ quần chúng cùng nỗ lực, tôi không dám giành công một mình. Khổng Nguyên cười nói, đúng là một đồng chí tốt, nếu như tất cả các cán bộ của chúng ta đều có giác ngộ như anh, ngày mai của chúng ta sẽ càng tươi sáng hơn. Thường Tụng cười nói, Bộ trưởng Khổng đừng nói vậy, các lãnh đạo bảo thế nào thì chúng tôi làm thế nấy, Tôi không có ý kiến gì. Khổng Nguyên cười nói, "Chắc anh cũng có nghe nói tới rồi, tổ chức đã quyết định đề thăng đồng chí Chu Vũ Dương, bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng Bình Hải." Thường Tụng nói, "Đã nghe nói từ trước rồi, có điều tổ chức vẫn chưa có công văn chính thức, chúng tôi vẫn chưa thể xác định." Hiện tại bộ trưởng Khổng nói vậy, chứng tỏ lời đồn có lúc cũng không phải là giả. Những lời này của Thường Tụng hồi đáp rất thông minh. Khổng Nguyên cười ha ha. Y cầm một chén trà lên uống một ngụm rồi nói, thị trường thường rất dí dỏm, sau khi bí thư chu đi, sau này gánh nặng trên vai anh sẽ càng nặng hơn. Thường tụng nghe Khổng Nguyên nói vậy, trong lòng không khỏi thầm vui mừng, những lời này của Khổng Nguyên chẳng khác nào ám chỉ Y sẽ tiếp nhận chức vụ mà Chu Vũ Dương để lại, tổ chức muốn bỏ nhiệm Y làm bí thư thị ủy Lam Sơn. Thường tụng cảm giác mình cũng nên có biểu thị, Y cười bảo tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức, sẽ không phụ lòng hậu ái của các vị lãnh đạo tôi sẽ dẫn dắt Lam Sơn bước tới sự huy hoàng mới. Những lời quan miệng đường hoàng này thì ai cũng nói được, chỉ là bình thường thường tụng khinh thường không thèm nói mà thôi. Khổng Nguyên nói, tôi rất hân thưởng những lão đồng chí như anh, có trách nhiệm, có hoài báo, có sứ mệnh cảm. Thường tụng nghe thấy Khổng Nguyên định nghĩa mình là lão đồng chí, trong lòng có chút không vui, tham nghĩ mình mới hơn 50 vẫn chưa tính là già, cách lúc về hưu còn mấy năm nữa, có điều y vẫn khiêm tốn biểu thị, hiện tại thời đại phát triển quá nhanh, tư duy của tôi có chút không theo kịp sự phát triển của thời đại rồi, sau này nhất định phải không ngừng học tập thêm mới được. Khổng Nguyên nói, có thể nhận thức được sự thiếu sót của mình là tốt, mỗi người đều có hoặc ít hoặc nhiều khuyết điểm, nhưng có thể nhận rõ khuyết điểm của mình thì lại không nhiều. Y lại bật cười. Thường Tụng rất không thích cách nói chuyện của Khổng Nguyên, Y cũng cầm chén trà lên uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi Khổng Nguyên đi vào chính đề. Khổng Nguyên nói, thị trường thường, anh cảm thấy đồng chí ngô minh thế nào? Thường Tụng ngây ra, Khổng Nguyên sao đột nhiên lại chuyển đề tài sang Ngô Minh, gọi mình từ Lam Sơn xa xôi tới đây, chẳng lẽ chính là để nghe ý kiến của y về Ngô Minh ư? Thường Tụng biết Ngô Minh cũng là một trong những đối tượng được tỉnh lý khảo sát, có điều thường Tụng trước giờ chưa từng coi Ngô Minh là đối thủ của mình, thường Tụng là một người thẳng thắn, tổ chức đã bảo y bình luận về đối thủ cạnh tranh thì y cũng sẽ nói, đồng chí Ngô Minh trẻ tuổi có tài, trong thời gian công tác ở Lam Sơn đã có không ít chính tích, là một cán bộ trẻ tuổi ưu tú khổng nguyên mỉm cười nói thị trường thường và tôi có ý kiến nhất trí thường tụng trong lòng trầm xuống thân là một lão tướng đã đánh trận nhiều năm trên chính trường y đã từ trong đề tài của khổng nguyên cảm giác được có gì đó không đúng nhưng y không tin rằng tỉnh lý giữa y và ngô minh lại lựa chọn người sau dẫu sao thì tư lịch và chính tích của ngô minh còn xa mới bằng y nhưng câu tiếp theo của khổng nguyên lại khiến cho tâm tình của thường tụng từ trên mây rơi xuống vực khổng nguyên nói tổ chức lo lắng cho sức khỏe của anh cũng lo lắng cho sự phát triển của Lam Sơn trong tương lai, quyết định để đồng chí Ngô Minh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy tân nhiệm của thành phố Lam Sơn, tin rằng thị trường trường sẽ phát huy năng lực và kinh nghiệm của lão đồng chí, giúp đỡ nhiều cho đồng chí Ngô Minh. Tôi lúc ban đầu lo rằng thị trường thường sẽ có một số ý kiến bất đồng, hiện tại xem ra. Sự lo lắng của tôi là thừa rồi, ha ha. Thường tụng đặt mạnh chén trà xuống bàn, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, nghe xong những lời của khổng nguyên, Suy nghĩ đầu tiên của y chính là không phục, với tính khí của y, sớm đã ném chén trà xuống đất rồi, Thường Tụng nói: "Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả, không cần tổ chức phải lo lắng." Lời của Bộ trưởng Khổng, "Tôi nghe không hiểu, sự tồn tại của tôi sẽ làm ảnh hưởng tới phát triển của Lam Sơn trong tương lai ư?" Khổng Nguyên sớm đã nghe nói Thường Tụng là một người nóng tính, khi đã nóng lên thì sẵn sàng va chạm với bất kỳ ai, cho nên hôm nay y cố gắng nói năng thật uyển chuyển, nhưng vẫn chạm vào cái vải ngược của Thường Tụng. Audio điện tử võ tấn bền chương 498, lòng dạ rộng rãi 2 Khổng Nguyên cười nói, lão thường à, đừng tức giận mà, có chỗ nào nghĩ không thông thì nói ra đi, tôi có thể giải thích. Thường tụng nói, bộ trưởng khổng, tôi xin hỏi anh, những lời mà anh vừa nói với tôi là ý kiến của anh hay là ý kiến của tất cả lãnh đạo? Khổng Nguyên cười nói, đương liên là ý kiến của các lãnh đạo tỉnh sau khi qua thảo luận rồi. Lão thường à, anh là một lão đồng chí, có một số thứ đừng quá coi trọng. Có cơ hội nên để cho những người trẻ tuổi phát huy, võ đài trong tương lai sớm muộn gì cũng là của họ. Thường Tụng đột nhiên đứng bật dậy, trợn mắt nói, Bộ trưởng Khổng, anh đừng luôn miệng gọi tôi là lão đồng chí. Tôi chưa về hưu, tôi năm nay mới 52 tuổi, còn có 8 năm công tác nữa. Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì, tôi vẫn muốn tiếp tục phụng hiến chút sức mọn của tôi cho Tổ quốc, tôi coi trọng cái gì? Tôi ngồi trên vị trí phó bí thư thị ủy 5 năm, tôi ngồi trên vị trí thị trưởng thành phố 7 năm, tôi xin được ở đây nói một câu rằng, Lam Sơn nên phát triển thế nào, nên làm thế nào mới có thể phát triển tốt hơn, không có ai có quyền phát ngôn hơn tôi. Tôi không phải là quan tâm tới vị trí bí thư thị ủy, nhưng tôi chưa ra, anh nói một câu là quyết định của tổ chức, tôi phải trao cơ hội cho người trẻ tuổi, tôi sắp phải rời khỏi vũ đài của Lam Sơn ư? Vì sao, tôi đã phạm sai lầm gì hay là tôi không có năng lực? Khổng Nguyên vẻ mặt khó xử, nói, lão thường à, anh đừng kích động, ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói. Thường Tụng nói, tôi ở Lam Sơn 12 năm, tình cảm của tôi đối với Lam Sơn nhiều hơn bất kỳ ai. 7 năm trước, tôi từng có cơ hội đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, nhưng học lịch của tôi có hạn, tổ chức không lựa chọn tôi, tôi cũng không oán trách, tôi nỗ lực học tập, bằng cũng có rồi, EMBA tôi cũng cầm rồi. Hai năm trước tôi lại trở thành người có thể được lựa chọn, tôi lúc đó bị bệnh phong thấp, trạng thái sức khỏe quả thật là không thể gánh được trách nhiệm nặng nề. Tôi tự biết lấy mình, tôi hướng tới tổ chức bày tỏ rằng tôi chủ động nhường hiền. Hiện tại sức khỏe của tôi không có bất kỳ vấn đề gì, học lịch của tôi cũng có rồi, tổ chức lại nói tôi già rồi. Khổng Nguyên cười nói, đừng tức giận mà, chính sách cán bộ của quốc gia hiện tại chính là phải trẻ tuổi hóa. Thường Tụng tức giận nói, xin lỗi là ngô minh hắn vẫn chưa đủ tư cách, giao Lam Sơn cho hắn, tôi không yên tâm. Khổng Nguyên bị thường tụng nói cho tối tăm mặt mày, có chút không biết giấu mặt vào đâu, y nghiêm mặt, nói, lão thường, anh có thái độ gì vậy? Một đảng viên nên cầm lên được thì bỏ xuống được, để đồng chí Ngô Minh tiếp nhận công tác của Lam Sơn cũng không phải là quyết định của cá nhân tôi, là kết quả mà lãnh đạo cùng nhau thảo luận. Thường tụng nói, tôi không phục. Khổng Nguyên nói, tôi chỉ phụ trách nói với anh chuyện này, không phải là đến xin ý kiến của anh. Thường tụng nói, cầm lên được thì bỏ xuống được, Thường tụng tôi làm được, nhưng tôi nghĩ không thông những lãnh đạo các anh rốt cuộc là dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá cán bộ. Người lãnh đạo của một thành phố liên quan tới sự phát triển trong tương lai của toàn thành phố, liên quan tới mấy trăm vạn dân sinh, các anh nói một câu trẻ tuổi hóa, một câu cho họ cơ hội thì quyết định như vậy à? Các anh có tôn trọng tôi không, có tôn trọng thành phố Lam Sơn không? Sắc mặt của Khổng Nguyên càng lúc càng khó coi, y đặt mạnh chén trà xuống bàn, một cán bộ hợp cách trước tiên phải có lòng dạ rộng rãi. Thường Tụng nói, lòng dạ rộng rãi không phải là bản thân mình nói, phải là người dân nói, phải là các đồng chí nói, không phải là ngồi ở trong văn phòng, đọc mấy tờ báo, uống vài chén trà là có lòng dạ rộng rãi. Lòng dạ rộng rãi là phải cấp cho người dân, hiểu được nỗi khổ của bách tính, Thường Tụng tôi, đối đãi với nhân dân phải có lòng dạ rộng rãi, đối đãi với sự không công bằng thì tuyệt đối không có lòng dạ rộng rãi gì cả, biết rõ là không công bằng, tôi nếu khuất phục thì chính là vô trách nhiệm đối với Lam Sơn chính là vô trách nhiệm đối với nhân dân chính là vô trách nhiệm đối với bản thân khổng nguyên cười lạnh một tiếng nói lão thường anh thật là tự tin anh cho rằng mình ưu tú hơn đồng chí ngô minh ư thường tụng gật đầu nói anh ta trẻ tuổi hơn tôi có nghĩa là anh ta sẽ không ngừng tiến bộ và trưởng thành nhưng hiện tại mà nói tôi hiểu rõ lam sơn hơn anh ta tôi cũng thích hợp lãnh đạo lam sơn hơn anh ta khổng nguyên cười khinh thường một tiếng bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương nhíu mày y không hiểu rõ về thường tụng nhưng cũng nghe nói thường tụng là người nóng tính kiều trấn lương nói khẽ lão đồng chí rồi có thể cảm thấy là mất mặt trên tư tưởng nghĩ không thông cũng là khó tránh khỏi lão khổng à anh đi làm công tác tư tưởng thật tốt với anh ta đi khổng nguyên cười khổ nói làm công tác tư tưởng cho thường tụng không dễ đâu tôi chỉ thông báo tình huống tổ chức quyết định để ngô minh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy mà anh ta đã trừng mắt lên gào thét với tôi các anh chưa nhìn thấy tình huống lúc đó thôi, anh ta hận không thể nuốt sống tôi ý chứ. Bộ trưởng bộ tuyên truyền Trần Bá Tiên và Thường Tụng có tư giao không tồi, lúc này, y vẫn muốn nói đỡ ấy câu cho lão bằng hiếu, sự phát triển của Lam Sơn trong 10 năm gần đây mọi người đều thấy, sự phát triển kinh tế của Lam Sơn có quan hệ trực tiếp với công tác cực khổ của đồng chí Thường Tụng, so với những cán bộ khác, Thường Tụng có ưu thế lớn nhất. Anh ta ở Lam Sơn hơn 10 năm, hiểu rất rõ tình huống của Lam Sơn, cơ sở trong cán bộ quần chúng cũng khá là tốt. Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tăng Lai Châu nói, tôi không tán thành một cán bộ ở một địa phương quá lâu, như vậy rất dễ khiến tầm mắt của cán bộ sản sinh tính cục bộ, cũng rất dễ nảy sinh sự sùng bái cá nhân. Rất nhiều cán bộ đều bởi vì nguyên này mà làm ra chế độ gia trưởng, từ thời gian ngắn cho thấy, có thể là tình huống quen thuộc, quản lý tương đối dễ dàng, nhưng về lâu về dài, đối với sự phát triển của một thành thị mà nói thì không mang lại lợi ích gì cả. Tàng Lai Châu là thuộc hạ cũ của cha Ngô Minh, trong việc Ngô Minh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn, y kiên quyết ủng hộ, cũng giúp Ngô Minh làm không ít công tác. Con rể Vương Hoa Chiêu của y hiện tại đang đảm nhiệm chức cục trưởng cục nông nghiệp là Lam Sơn, Ngô Minh nếu như lên làm bí thư thị ủy Lam Sơn, sự phát triển sau này của Vương Hoa Chiêu sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng chuyện này đều là đôi bên cùng có lợi. Trần Bá Tiên nói, từ trên cống hiến đối với Lam Sơn mà nói, thường tụng cũng có nhiều hơn Ngô Minh, cho nên quyết định của tổ chức mới khiến anh ta không phục. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói, sự cống hiến của đồng chí thường tụng đối với Lam Sơn là vô cùng rõ rệt, chúng ta đều thấy rõ, có điều từ quan điểm về lâu về dài mà nói, Ngô Minh đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn thì có lợi cho bảo trì sự trẻ tuổi và sức sống cho đoàn đội lãnh đạo Lam Sơn, do anh ta và đồng chí thường tụng cùng nhau dẫn dắt, có thể lấy ra giúp trẻ. Thái độ của Tống Hoài Minh về thường tụng và Ngô Minh là bảo trì trung lập, căn cứ vào quan sát của y, Ngô Minh giỏi đi lại với thượng tầng, đoạn thời gian này cũng đi lại không ít. Có điều đối với một cán bộ mà nói, đi lại quan hệ cũng không phải là tật xấu, làm chính trị mà nếu như bảo thủ, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội đề thăng. Rất nhiều quan điểm và ý kiến của Ngô Minh về cải cách phù hợp với tâm lý của Tống Hoài Minh, lại thêm có tầng Lai Châu giúp đỡ. Trong đó còn có một tầng quan hệ vi diệu, tầng Lai Châu sắp về hưu, y có thể đề cử Lưu Diễm Hồng thành người kế nhiệm của y, đây cũng là điều mà Tống Hoài Minh mong muốn, lợi ích nhiều lúc đều là xây dựng trên tiền để trao đổi công bằng, trong điểm này, chính trị không khác gì với thương trường. Kiều Trấn Lương khó lắm mới đạt thành ý kiến chung với Tống Hoài Minh trong cùng một việc, con người của Kiều Trấn Lương không thích cán bộ không nghe lời, thường tụng trong chuyện này đã lưu lại ấn tượng không tốt đối với y. Trần Bá Tiên thấy hai vị đại lão đều nói vậy, biết rằng mình có nói nữa cũng vô dụng, chuyện mà tổ chức đã quyết định, chỉ bằng vào lực lượng của một mình mình thì căn bản là không thể xoay chuyển được. Chuyện của Lam Sơn đã thành định cục, y không có sức hồi thiên. Tính cách của thường tụng quyết định y cuối cùng sẽ bị đào thải, nếu như thường tụng có thể lấy ra được một nửa tinh thần của ngô minh đi câu thông với lãnh đạo, chuyện này tất nhiên sẽ không có kết quả hiện tại. Hai hôm nay Kiều Mộng Viện một mực ngồi trong nhà dưỡng thương, thời duy đã về kinh thành, chuyện cũng hối thông cũng đã xử lý gần xong, chỉ đợi phía tập đoàn tinh nguyện cho người tới ký hợp đồng chuyển nhượng. Kiều Mộng Viện cảm thấy mình đột nhiên thanh tịnh hơn nhiều, thanh tịnh đến mức gần như là buồn chán. Thuốc mà Trương Dương bôi cho cô ta rất linh nghiệm, vết thương trên cơ bản đã lành, nhưng Kiều Mộng Viện vẫn không dám dùng chân quá mạnh, ở trong nhà đi khập khiếng, cả một buổi sáng cô ta đều ở nhà dọn dẹp, tìm được không ít ảnh của cô ta và hứa ra dũng năm đó, cùng với bức thư phủ đầy bụi đã bị cô ta ném vào trong góc. chương 498, Lòng dạ rộng rãi ba. Nhìn nụ cười trên ảnh của hai người, Kiều Mộng Viện không khỏi sinh ra lòng cảm thán, tình cảm của cô ta và Hứa Gia Dũng vướng mắc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Một bức ảnh chung lúc ở Mỹ dẫn tới sự chú ý của cô ta, trên ảnh là một đám lưu học sinh nước Mỹ, trong đó có Hứa Gia Dũng, có cô ta, còn có cả Tả Hiểu Tình vừa tới nước Mỹ. Bức ảnh này sở dĩ hấp dẫn của là bởi vì Hứa Gia Dũng ở trong ảnh cười rất sán lạn, lúc ban đầu chính là nụ cười này đã hấp dẫn cô ta, không biết vì sao khi Kiều Mộng Viện nhớ tới nụ cười của Hứa Gia Dũng trong lòng lại hiện ra bóng dáng của một người khác. Kiều Mộng Viện biết hứa Gia Dũng có một độ từng có tình cảm với tả hiểu tình, trên thực tế, chính vì tả hiểu tình cự tuyệt gã ta, cho nên hứa Gia Dũng mới chuyển sang theo đuổi mình. Kiều Mộng Viện lúc này mới chú ý tới một chuyện, trong mỗi bức ảnh và hứa Gia Dũng và cô ta tuy cũng đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại đầy vẻ yêu tư, cô ta đột nhiên ý thức được rằng hứa Gia Dũng có thể là chưa từng thật lòng yêu mình. Kiều Mộng Viện cầm những bức thư và tấm ảnh đó lên, khập khiếng đi vào trong vườn hoa, gom những tấm ảnh và thư lại rồi châm lửa đốt, nhiều khói bốc lên, Kiều Mộng Viện dùng sức mím chặt môi, đã đến lúc mai táng tất cả ký ức rồi, đối với một nam nhân không biết quý trọng cô ta, thậm chí là chưa từng yêu cô ta, Kiều Mộng Viện sớm đã không còn lưu luyến. Cô ta là một người lý trí, cô ta biết nên lựa chọn như thế nào. Đợi khi ảnh và thư cháy hết, Kiều Mộng Viện đứng dậy, lúc này mới thấy Trương Dương đang đứng ở ngoài hàng rào, tay hắn cầm một bó hoa tươi và một hộp quà mỉm cười nhìn cô ta. Mặt Kiều Mộng Viện đỏ lên, chắc mình vừa rồi làm gì đều bị hắn ta nhìn thấy hết. Kiều Mộng Viện nhìn bó hoa trong tay hắn, mỉm cười chủ động chia tay ra nhận lấy, ghé mũi vào người thử, rất thơm, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Cô ta mời Trương Dương vào nhà ngồi. Trương Dương đi tới phía sau Kiều Mộng Viện, nhìn bộ dạng khập khiếng của cô ta, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vết thương vẫn chưa đỡ à? Thuốc kim sang tôi linh nghiệm lắm cơ mà nhỉ Kiều Mộng Viện nói, đỡ nhiều rồi, nhưng tôi vẫn có chút ám ảnh nên không dám dùng sức. Trương Dương gật đầu, đột nhiên nói khẽ chuột. Kiều Mộng Viện rít lên, nhảy phóc lên sa lông, thân thủ linh hoạt, tổ ố độ khởi động không hề kém một cao thủ võ lâm. Nghe thấy tiếng cười lớn của Trương Dương, Kiều Mộng Viện mới biết mình bị thằng ôn này lừa rồi, tức đến nỗi chừng mắt lườm hắn một cái, anh rảnh quá à. Trương Dương cười ha ha ngồi xuống sa lông, sự thực chứng minh, phương pháp này hử trăm lần vẫn linh. Kỳ thực hậu quả mà hắn muốn không chỉ là vậy, một cô gái bình thường khi nghe thấy có chuột phản ứng sẽ là giết lên sau đó tìm một nơi an toàn nhất mà lao vào tìm sự che chở, kiều mộng viện lại không làm vậy, xem ra trong mắt cô ta thì sa lông vẫn an toàn hơn trương dương nhiều. Kiều mộng viện từ trên sa lông nhảy xuống, nhìn hộp quà trong tay trương dương, thứ gì vậy? Trương Dương đưa hộp quà cho cô ta, Kiều Mộng Viện sau khi mở ra, bên trong chính là một đôi giày thể thao. Kiều Mộng Viện kinh ngạc hỏi, vì sao lại mua giày cho tôi? Trương Dương nói, đôi giày đó của cô bẩn rồi, nói sao cũng là vì công trường sân bay mới của chúng tôi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, con gái là thích đẹp nhất, thế nên mua một đôi giày mới cho cô là hợp lý nhất. Kiều Mộng Viện lại nhìn xuống chân hắn, phát hiện đôi giày thể thao mà hắn đi không ngờ lại cùng kiểu với mình, không khỏi hoài nghi động cơ của thằng ôn này. Trương Dương từ trong ánh mắt hoài nghi của Kiều Mộng Viện ý thức được gì đó mỉm cười giải thích, lúc tôi mua giày cho cô, thấy đôi này không tồi, cho nên thuận tiện mua cho mình một đôi, đừng nói chúng ta là người dân bình thường, cho dù là đại minh tinh còn đụng hàng nhau nữa là, cô đừng nghĩ nhiều. Kiều Mộng Viện nói, bình thường tôi ít đi giày thể thao lắm. Trương Dương nói, đi giày cao gót tuy đẹp, nhưng nói chung là không thoải mái bằng giày thể thao. Kiều Mộng Viện nói, thân hình của tôi không cao, cho nên thích đi giày cao gót để bổ sung chỗ thiếu sót của mình. Trương Dương cười nói, một mét sáu cơ mà. Kiều Mộng Viện nói, một mét sáu hai. Trương Dương nói, cô tuy không cao, nhưng thân hình lại rất đẹp, lanh lợi đáng yêu lại thêm phong phạm quyến rũ. Nói xong Trương Dương cảm thấy không đúng, người ta rõ ràng là danh môn thiên kim, mình hạ thấp cô ta quá rồi, vội vàng chữa lại cô là đại gia khuê tú, danh môn thiên kim. Kiều Mộng Viện cười nói, được rồi, cái miêng vịt của anh nói gì nghe cũng hay trương đại quan nhân mặt đầy vẻ tức giận cô bảo ai miệng vịt kiều mộng viện cười khúc khích trương dương lại ngồi xuống nắm lấy chân trái của cô ta kiều mộng viện hét lên mặt đỏ bừng anh làm cái gì đó trương dương cười nói giúp cô kiểm tra vết thương đỡ rồi đấy hắn dùng ngón tay chạm vào lòng bàn chân màu phấn hồng của kiều mộng viện kiều mộng viện có chút mẫn cảm trong lòng lại xấu hổ muốn rút chân về Trương Dương cầm giày thể thao đi vào cho cô ta, thử xem có vừa không. Trương Dương cười nói, tôi cảm thấy cô đi vừa, xem ra nhãn lực của tôi không tồi. Kiều Mộng Viện có chút trách cứ, nói chút tinh thần của anh đều dành hết vào những chuyện như thế này à. Trương Dương cười ha ha nói, nếu là thời cổ đại, chân nữ nhân nếu bị nam nhân sờ thì cả đời này đừng hòng chạy được. Kiều Mộng Viện nhân cái chân trái bị thương lên, dùng đôi giày thể thao mới đạp nhẹ vào ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân giả vờ ngã vật ra thảm, lấy oán báo ơn. Kiều mộng viện bật cười khúc khích, cô ta đứng dậy, không đấu võ miệng với anh nữa, anh đợi chút, tôi thay quần áo rồi mời anh đi ăn cơm. Đôi giày thể thao mà Trương Dương mua quả thật là rất hợp chân, bước xuống thấy dưới chân mềm mại cực kỳ thoải mái. Kiều mộng viện về phòng thay quần áo, nhớ tới những lời vừa rồi của Trương Dương, không khỏi mỉm cười ngọt ngào, thằng ôn này đúng là mặt dày vô sỉ. Có điều hắn vô sỉ thì vô sỉ, nhưng dẫu sao cũng mang tới sự vui vẻ nhẹ nhàng đến cho Kiều Mộng Viện tâm tình đang buồn bực. Kiều Mộng Viện nhìn mình ở trong gương, lại nhìn đôi giày thể thao đó, nhón mũi chân, vòng một vòng tại chỗ, cảm giác được giải phóng khỏi giày cao gót thật sự là không tồi. Kiều Mộng Viện đang định xuống lầu thì di động đổ chuông, cầm lên hỏi, alo. Đối phương không trả lời, Kiều Mộng Viện nhíu mày, đang định dập máu thì nghe thấy trong điện thoại truyền ra giọng nam trầm thấp, Mộng Viện. Kiều Mộng Viện run lên, cô ta ngàn vạn lần không ngờ rằng người gọi điện thoại tới lại là hứa gia dũng kiều mộng viện ổn định lại tình tự nói khẽ anh khỏe chứ từ sau khi hứa gia dũng rời khỏi giang thành đây là lần đầu tiên gã chủ động gọi điện thoại cho cô ta hứa gia dũng nói anh rất khỏe anh đã tới giang thành rồi hiện tại đang ở chính phủ nhất chiêu chủ tịch tập đoàn của anh phạm tư kỳ tiểu thư cũng tới rồi kiều mộng viện hờ hững nói là để bàn chuyện cổ phần của hối thông à? Hứa Gia Dũng ừ một tiếng, sau đó nói, "Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé." Kiều Mộng Viện nói, "Phạm tiểu thư và Hứa tiên sinh tới kinh thành, tôi đương nhiên là phải tận tình địa chủ rồi, thế này đi, trưa nay tới Tân Đế Hào nhé, tôi bảo họ chuẩn bị trước." Hứa Gia Dũng nói, "Được, vậy chúng ta trưa nay gặp mặt." Trương Dương rõ ràng là cảm thấy tình tự của Kiều Mộng Viện xuống thấp rất nhiều, hắn không biết là bởi vì cú điện thoại của Hứa Gia Dũng, ánh mắt của Kiều Mộng Viện liếc lên mặt Trương Dương. Có chút khó xử, nói, vừa nhận được điện thoại, có khách từ xa tới, cho nên. Trương Dương cười nói, không sao, cô cứ làm việc của mình đi, tôi ra ngoài tùy tiện ăn gì đó là được. Trương Dương cáo từ Kiều Mộng viện rồi rời đi, vừa đi tới trước xe pick up thì nghe thấy Kiều Mộng viện ở phía sau nói, hay là anh đi cùng tôi đi. Trương Dương quay người lại, nói, không hợp lý đâu, cô đi bàn chuyện làm ăn, tôi theo để làm gì? Kiều Mộng Viện nói, thì nói anh là trợ lý của tôi. Trương Dương gãi gãi đầu, trợ lý đi ăn trực à. chương 499, Hóa Địch Thành Bạn một. Khi Trương Dương gặp hứa ra Dũng mới biết mục đích chân chính mà Kiều Mộng Viện gọi hắn đi cùng, Kiều Mộng Viện là muốn mang hắn ra làm lá chắn. Chủ tịch tập đoàn tinh nguyệt của Singapore Phạm Tư Kỳ năm nay 28 tuổi, thân hình thon dài, có lẽ là bởi vì trường kỳ hứng nắng Đông Nam Á cho nên da thịt ngăm đen, có một hàng lông mày đậm rất ít thấy ở nữ giới, mắt rất to, mũi cao, môi dày, đường viền khuôn mặt lộ ra vẻ kiên ngạch, cả người rất săn chắc, anh khí bức người, tuy cô ta cũng để tóc dài, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với kiều mộng viện cắt tóc ngắn, kiều mộng viện thì ôn nhu và nhàn tính, còn Phạm Tư Kỳ thì lại lộ ra một loại giã tính và quả cảm. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Tư Kỳ liền cảm thấy vị chủ tịch này giống như là một người giả đàn ông, nữ nhân cũng không ra nữ nhân, Trước đây Trương Dương luôn bình luận về thời Duy như vậy, nhưng thời Duy nếu đứng cạnh Phạm Tư Kỳ, vị đạo nữ giới của thời Duy sẽ lộ ra hết, đây chính là so sánh. Thực sự khiến Trương Dương cảm thấy hứng thú là hứa ra Dũng, hắn không ngờ hứa ra Dũng còn dám đặt chân tới mảnh đất Giang thành này. Hứa ra Dũng lạnh lùng nhìn Trương Dương, gã rất nhanh liền phát hiện ra một chuyện, Trương Dương và Kiều Mộng Viện không ngờ lại đi giày thể thao cùng kiểu một loại ghen ghét đấu kỵ không thể miêu tả được dâng lên trong lòng hắn. Kiều Mộng Viện và Phạm Tư Kỳ bắt tay nhau, mỉm cười nói, Phạm Tiểu Thư chỉ nói phái trợ lý tới ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không ngờ lại tự mình tới đây. Phạm Tư Kỳ nói, vốn là muốn để ra dũng tới một mình, nhưng tôi lại không yên tâm để anh ta đi một mình, cô ta chia tay về phía hứa ra dũng, hứa ra dũng mỉm cười nắm lấy tay Phạm Tư Kỳ. Trương Dương lúc này mới lưu ý thấy trên cổ tay hai người đeo nhẫn cùng kiểu, lần này thì đến lượt Trương Đại Quan Nhân cảm thấy kinh ngạc, thằng ôn hứa ra dũng này có bản sự gì vậy? sao chỉ nháy mắt đã có thể cưa được chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt. Con mẹ nó, theo lý là không thể nào, thằng ôn này hiện tại chính là một thái giám sống mà. Hứa ra Dũng mỉm cười nhìn Kiều Mộng Viện, nói, Mộng Viện, quên nói với em, anh và tư ký đã đăng ký kết hôn rồi. Kiều Mộng Viện thoáng cảm thấy chua sót, lời nói của hứa ra Dũng rõ ràng đã đả kích cô ta, tuy không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, nhưng dẫu sao cũng là một loại đả kích. Trương Dương kịp thời kéo tay Kiều Mộng Viện, quan tâm nói, mông ngu, chân cô còn chưa khỏi hẳn, ngồi xuống rồi nói. Kiều mộng viện cảm kích nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương liền đỡ cô ta ngồi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, Kiều mộng viện đã điều chỉnh tình tự của mình rất tốt, cô ta lịch sự cười nói, mời Phạm Tiểu Thư mời, mời hứa tiên sinh ngồi. Nhìn hứa gia dũng và Phạm Tư Kỳ nắm chặt tay nhau, Kiều mộng viện đột nhiên minh bạch, hứa gia dũng lần này là lai giả bất thiện, gã không những muốn lấy lại hối thông, mà còn muốn lợi dụng hôn nhân của gã và Phạm Tư Kỳ để đà kích mình. Trương Dương ở sâu trong lòng thầm phỉ nhổ hứa ra dũng, lòng báo thù của thằng ôn này quá nặng, cho dù gã và Kiều Mộng Viện chia tay thì cũng không phải là do Kiều Mộng Viện tạo thành, gã không ngờ lại lợi dụng loại thủ đoạn ti bỉ này để đà kích Kiều Mộng Viện, lòng giả của loại người này quá nhỏ nhen, chẳng trách gã lại thù hận mình như vậy. Phạm Tư Kỳ nói Kiều Tiểu Thư đã xem qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa? Kiều Mộng Viện gật đầu, nói, xem qua rồi, điều kiện được đề ra rất công bằng. Phạm Tư Kỳ mỉm cười, nói, nếu Kiều Tiểu Thư không có dị nghị gì, tôi muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phận, tôi và Gia Dũng còn phải đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, không muốn ở lại Giang Thành quá lâu. Những lời này lại có chút khoe khoang rồi. Kiều Mộng Viện rất có phong độ, nói, quên mất chưa chúc mừng hai vị. Phạm Tư Kỳ mỉm cười, nói cảm ơn, tôi biết giữa cô và Gia Dũng từng có một đoạn tình cảm, Tôi hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới sự hợp tác của chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta trở thành bạn bè. Trương Dương đã không nghe nổi nữa rồi, Phạm Tư Kỳ và Hứa Gia Dũng căn bản là đang dùng tư thái của kẻ chiến thắng để diễu võ Dương Oai, hai vợ chồng này thì tính là gì chứ? Thông đồng thì thông đồng đi, đừng có lấy ra khoe khoang, như vậy rất là làm chướng mắt Trương Dương. Trương Dương nói, Phạm Tiểu Thư, con người ta không thế nào khoe khoang như vậy đâu, thứ ngàn vàng khó kiếm ở trong mắt cô nhưng ở trong mắt người khác có khi lại không đáng tiền tôi không biết tính tình của người singapore có điều người singapore đa số đều là con cháu của người trung quốc mà người trung quốc chúng tôi rất chú trọng hàm xúc và khiêm hư cho dù là thật sự tìm được báu vật cũng không mang ra khoe đâu vạn nhất thứ nhặt được là một cục cứt há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ ư phạm tư kỳ nhíu mày chỉ cảm thấy con người của trương dương rất mất phong độ kiều mộng viện trong lòng thì ấm áp Trương Dương sở dĩ nói vậy cũng là vì bất bình thay cho mình. Hứa ra dũng lạnh lùng nói, phó thị trưởng Trương trở thành trợ lý của kiều tiểu thư từ lúc nào vậy? Thời gian tôi rời khỏi hối thông không lâu, không ngờ lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy. Trương Dương cười nói, buồn cho anh cũng là học ở nước Mỹ về, trợ lý có rất nhiều loại, có trợ lý công tác, có trợ lý cuộc sống, có trợ lý tình cảm, tôi là trợ lý tình cảm của mộng viện. Kiều mộng viện mặt nóng lên, nhưng không lên tiếng phản bác hứa ra dũng nói trợ lý tình cảm đúng là mới mẻ đáng tiếc chủ đề mà chúng tôi hôm nay bàn luận là cổ phần của hối thông cái này hình như không có bất kỳ quan hệ nào với trương tiên sinh cả trương dương nói có quan hệ hay không thì anh không nói được phạm tư kỳ nói kiều tiểu thư đây chính là đạo đãi khách của các người ư kiều mộng viện nói anh ấy hình như nói không sai mà phạm tư kỳ ngây ra kiều mộng viện nói khẽ chủ tịch của hối thông trước mắt vẫn là tôi chuyện của hối thông, cô ta lạnh lùng nhìn hứa ra dũng, anh không nói được. Phạm Tư Kỳ nói, chuyện chuyển nhượng cổ phần. Kiều Mộng Viện lạnh lùng nói, tôi hiện tại không muốn nói tới chuyện này nữa. Phạm Tư Kỳ đứng bật dậy, nói, không muốn bàn thì chúng tôi tới đây làm cái gì. Lúc trước cô nói là sẽ ký mà. Kiều Mộng Viện nói, một ngày chưa ký thì tờ hợp đồng chuyển nhượng chỉ tính là một tờ giấy lộn. Phạm Tư Kỳ ngay cả hứng thú ăn cơm cũng không nói nữa, quay người bừng bừng tức giận quả đi, hứa ra dũng mặt cũng tái xanh đi theo, trương đại quan nhân ở phía sau âm dương quái khí, nói chúc hai vị sớm sinh quý tử nhé. Hai người lên chiếc xe Lincoln ở cửa bỏ đi, hứa ra dũng đóng cửa xe lại, đột nhiên giơ tay lên tát cho Phạm Tư Kỳ một cái, đánh cho Phạm Tư Kỳ ngã ngửa ra sau, không đợi Phạm Tư Kỳ bò dậy, hứa ra dũng đã bóp cổ cô ta, ánh mắt lộ hung quang, nói tiện nhân. Cô là cố tình, cô cố ý chọc giận kiều mộng viện, cô muốn phá hỏng kế hoạch của tôi phạm tư kỳ bị gã bóp cho mẹ thở liều mạng tóm lấy tay hứa gia dũng hứa gia dũng thấy cô ta đã bắt đầu trợn mắt lên mới thả tay ra phạm tư kỳ ôm cổ ho kịch liệt hứa gia dũng nắm lấy tóc cô ta ghé vào tai cô ta hạ giọng nói tiện nhân có tin tôi nói hết chuyện xấu của cô ra không tới lúc đó cô và cái gia tộc đáng chết của cô toàn bộ đều thành trò cười của thiên hạ phạm tư kỳ tức giận nhìn hứa gia dũng trong mắt cô ta lại đầy vẻ sợ hãi hứa ra dũng dùng sức kéo tóc cô ta nói cô tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời nếu không tôi làm sao mà đóng vai chồng tốt của cô được kiều mộng viện cầm chén rượu lên ngửa đầu uống cạn rượu trong chén uống xong chén này lại rót đầy chén khác khi chuẩn bị uống tiếp thì lại bị trương dương nắm lấy cổ tay kiều mộng viện tức giận lườm trương dương bỏ tôi ra trương dương nói vì một tên tiểu nhân như vậy mà thương tâm có đáng không kiều mộng viện nói tôi không phải là thương tâm tôi là đang phẫn nộ trương dương cười nói cô phải chăng là có cảm giác bị người ta vứt bỏ kiều mộng viện nói gã có tư cách đo ư trương dương nói gã căn bản là không xứng với cô gã mang nữ nhân tới trước mặt cô diễu võ dương oai kỳ thực là bởi vì gã tự ti gã muốn chọc tức cô cô nếu tức giận thì là trúng kế của gã rồi kiều mộng viện không nói gì trương dương phân tích không sai Trương Dương nói, cho nên cô đừng cảm thấy tức giận, ngược lại, cô nên cảm thấy may mắn, cô nên cảm tạ gã đã buông bỏ cô. Trương Dương ngoài miệng thì khai thông cho Kiều Mộng Viện, nhưng trong lòng thì lại hiểu rằng, Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng có tình cảm nhiều năm như vậy rồi, không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ, Hứa Gia Dũng lợi dụng phương pháp này để chọc tức Kiều Mộng Viện khó tránh khỏi quá ti bỉ rồi. Kiều Mộng Viện thở dài, gã muốn làm thế nào thì làm, đợi khi tôi ký xong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó rồi, sau này sẽ phân rõ giới hạn với hối thông. Trương Dương nói, vì sao? Hối thông không phải là của một mình gã, từ khi thành lập tới nay, những gì cô bỏ ra vì hối thông nhiều hơn gã nhiều, cô vừa xuất lực lại vừa xuất tiền, không có lý do gì lại đi tiện nghi cho gã. chương 499, Hóa địch thành bạn 2 Kiều Mộng Viện nói, tôi thật sự mệt rồi, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với người này nữa. Trương Dương nói, hứa ra Dũng muốn làm gì, cô nên biết rõ cô nhượng lại hối thông cho gã gã sẽ thay đổi triệt để mà kinh doanh thật tốt ư trương dương lắc đầu nói không đâu trong lòng gã chỉ có cửu hận chuyện mà gã muốn làm nhất là báo thù báo thù tất cả những người mà gã cho rằng đã có lỗi với gã kiều mộng viện buồn bã nói trong lòng tôi rất loạn tôi thật sự không biết nên làm thế nào trương dương thì biết mình nên làm thế nào hứa ra dũng muốn mượn vào tinh nguyệt để lấy lại hối thông cho dù là gã đạt được mục đích thì hành động phục thù của gã vẫn sẽ không đến đây là dừng lại. Sau khi chuyện của Tần Bạch phát sinh, Trương Dương đã hiểu được sự điên cuồng của hứa Gia Dũng, hắn nhận thức được rằng tuyệt đối không thể để mặc cho hành động báo thù điên cuồng của tiếp tục xảy ra, nếu không thì sẽ có người ở bên cạnh hắn bị thương hại. Công ty vận tải xương cát của viên lập ba gần đây sinh ý không tồi. Từ sau khi trải qua chuyện lần trước bị Trương Dương vu hãm trộm xe, viên lập ba thật thà hơn nhiều, gã ngộ được một đạo lý. Trên thế giới này là dựa vào thực lực để nói chuyện, rõ ràng chuyện trộm xe không liên quan gì tới mình, nhưng Trương Dương lại cứ vậy nhận định là gã làm, cục tức này gã chỉ có thể nuốt xuống. Trước đây Viên Lập Ba một mực cho rằng mình có thể hoành hành ở Giang Thành, ông già là phó thị trưởng chủ quản nông nghiệp, lại là thường ủy thị ủy, mình lại là đệ tử của Lương Bách Xuyên, chủ tịch hiệp hội hình ý quyền. Nhưng hiện tại xem ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, toàn núi dựa của Trương Dương người ta lớn hơn gã nắm đấm cũng cứng hơn gã. Cho nên gã chỉ có nước chịu thiệt, cho dù là vụ trộm xe bị oan uổng, Viên Lập Ba lại không cảm thấy quá ủy khuất, thực lực không bằng người ta, tự nhiên là phải thua. Viên Lập Ba sau khi thông qua chuyện này đã quyết định, đối với loại sát tinh như Trương Dương, đã không đấu được thì còn trốn làm gì. Mình cứ thực thà làm sinh ý vận tải của mình, sau này không phát sinh xung đột với hắn nữa, thậm chí không gặp mặt hắn nữa, vậy thì hắn làm sao mà khi phụ mình được? cho nên viên lập ba gần đây thu liếm hơn nhiều. Khi Trương Dương xuất hiện ở công ty vận tải xương cát, viên lập ba đang phát lương cho công nhân, nghe nói là Trương Dương tìm gã, sợ đến nỗi đánh rơi cả tiền trong tay. Khi viên lập ba đang cúi xuống nhặt tiền thì Trương Dương đi tới, cười ha ha nói, giám đốc viên ở đây à? Viên lập ba thấy người ta đã tìm đến cửa, tránh cũng không tránh được nữa rồi, chỉ có thể dơ mặt ra mà đỡ, giao chuyện phát lương cho quản lý kho để hàng thống nhật tông, Nhìn Trương Dương, Cảnh Giác nói, anh tìm tôi có chuyện gì? Trương Đại Quan Nhân cố nặn ra một nụ cười thân thiện, giám đốc Viên à, tôi lần này đặc biệt là tới để xin lỗi anh. Viên Lập Ba nghe thấy hắn nói vậy, có chút được yêu quá mà sợ, lần trước ở giữa bàn dân thiên hạ bị hắn đập cho một trận, còn vu hãm mình trộm xe, hiện tại thái độ của Trương Dương đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ, Viên Lập Ba có chút không tiếp nhận được, hắn kinh ngạc nhìn Trương Dương. Trương Dương vẫn tươi cười nói, giám đốc viên à, tôi mời anh đi ăn cơm. Viên lập ba nói, tôi còn có việc. Trương Dương đã ôm lấy vai gã bước ra ngoài cửa, có bận hơn nữa thì cũng phải ăn cơm. Chuyện lần trước trong lòng tôi thực sự là thấy áy náy lắm, bữa cơm này anh nói sao cũng phải ăn. Viên lập ba không phải là sợ ăn cơm, gã là không thể hiểu được Trương Dương đang dở cho gì, chỉ sợ Trương Dương lại kéo gã ra ngoài rồi đánh một trận. Câu tiếp theo của Trương Dương đã xóa sạch mọi nghi ngờ của gã, Trương Dương nói, tôi còn mời cả anh trai của anh nữa, không xa đâu, ở ngày quán gà trống cổ thành ở ven tường cổ thôi. Viên lập ba lúc này mới hơi tin Trương Dương là muốn mời mình, có điều nào có nhiều chuyện tốt như bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy. Viên lập ba tuy không được tính là tinh minh, nhưng dẫu sao cũng lăn lộn trên xã hội nhiều năm, chuyện gì cũng đều gặp rồi, và lại Trương Dương là ai chứ, gã sớm đã lãnh giáo nhiều lần. Bình thường đều là người khác mời Trương Dương đi ăn, làm gì có chuyện thằng ôn này mời người khác đi ăn cơm và lại trương dương đánh người có bao giờ cố kỵ đâu hắn nếu thật sự muốn đánh mình một trận căn bản không cần phải phiền phức như vậy mà chắc là đã ra tay từ lâu rồi trương dương và viên lập ba tới quán gà trống cổ thành viên lập ba vừa xuống xe đã thấy chiếc xe cảnh sát mà bình thường viên lập gương anh trai mình hay lái xem ra anh trai đã đến từ trước rồi trương dương mỉm cười vỗ vai viên lập ba nói sao tôi không lừa anh đúng không? Viên lập ba xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng thì vẫn thấy hổ đồ, thằng ôn này vì sao lại mời mình ăn cơm? Hắn muốn xin lỗi mình ư, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây ra à? Viên lập ba vô thức nhìn lời trời một cái, hôm nay thời tiết âm u, căn bản là không nhìn thấy mặt trời. Khương Lượng và Viên Lập Cương đã tới trước, hiện giờ Khương Lượng là thượng cấp của Viên Lập Cương, Lai là hồng nhân trong mắt Vinh Bằng Phi, gã gọi Viên Lập Cương tới, Viên Lập Cương đương nhiên là phải nể mặt. Viên Lập Cương kỳ thực cũng hồ đồ giống như em mình, Trương Dương mời khách hư. Mình không nghe lầm chứ? Trương Dương và Viên Lập ba cùng nhau đi vào, thằng Ôn này hôm nay mặt mày tươi cười, sau khi bước vào, chủ động chào hỏi Viên Lập Cương, đại đội viên, tới rồi à? Viên Lập Cương cố nặn ra một nụ cười, gã không nói gì, bởi vì thật sự là không biết nên nói gì. Khương Lượng nói, còn có kiểu mời khách như của cậu à? nói là 11 giờ 50 giờ đã là hơn 12 giờ rồi, để khách phải đợi. Trương Dương cười nói, tôi còn phải đi mời lập ba mà. Viên lập ba trong lòng thắc mắc không thôi, tôi từ lúc nào biến thành thân thiết với anh như vậy, ngay cả lập ba cũng gọi ra được. Trương Dương bao viên lập ba ngồi xuống, hắn đã bảo ông chủ cửa hàng hầm sẵn gà từ trước, Khương Lượng gọi 4 món ăn. Trương Dương nói, bốn món sao đủ, thêm hai món nữa đi. Viên Lập Cương nói, không cần phải long trọng vậy đâu, chúng ta có bốn người ăn thôi mà. Trương Dương nói, tôi khó lắm mới mời được hai anh ăn một bữa, cũng không thể đơn giản được. Hắn lại gọi thêm hai món nữa, rồi mở rượu mao đài mang theo ra. Hai anh em Viên Lập Cương và Viên Lập Ba nhìn nhau một cái, hai bên đều nhìn ra vẻ mê hoặc trong mắt đối phương, Trương Dương rốt cuộc là dở trò gì, cơm mà hắn mời không phải dễ ăn. Rót rượu xong, Trương Dương nâng chén lên, nói ra cũng xấu hổ, Tôi quen hai anh lâu vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng ngồi ăn cơm cùng nhau lần nào." Viên Lập Ba trong lòng thầm nghĩ, thời gian quen nhau không ngắn, nhưng lúc trước chúng ta là kẻ thù, tôi ngồi ăn với anh chẳng phải là tìm ngược à? Nhưng những lời này không thể nói ra được. Viên Lập Cương cười nói, giờ chẳng phải là cùng ngồi ăn rồi ư? Trương Dương nói, chúng ta trước tiên cạn chén này. Dưới lời hô hào của hắn, bốn người cũng nhau uống cạn chén rượu đầu trương dương tự mình rót rượu cho hai anh em viên lập cương điều này khiến họ có chút đứng ngồi không yên trương dương nói tôi biết các anh khẳng định là rất thắc mắc đang yên đang lành sao tôi lại mời các anh uống rượu làm gì viên lập cương cười đúng là có chút kỳ quái trương dương cười nói tôi vừa nói với lập ba rồi lần trước chuyện tôi mất xe quả thật là tôi đã đổ oan cho anh ấy giờ tôi xin được chính thức nói lời xin lỗi tôi sợ là lập ba không chịu tiếp nhận cho nên mới bảo khương lượng mời người làm anh là anh tới Viên Lập Cương cười nói, chuyện này đã qua rồi, đã là hiểu lầm thì chúng ta đừng nhắc lại nữa, Lập Ba cũng không để ở trong lòng đâu. Viên Lập Ba trong lòng kỳ thực rất uất ức, lần trước bị người ta đổ oan cho là trộm xe, còn bị Trương Dương ở giữa nơi đông người đánh cho một trận, nói không ghi hận thì là không thể, nhưng hôm nay Trương Dương đã nói tới nước này, gã cũng phải biểu lộ, Viên Lập Ba nói thị trưởng trường đừng khách khí như vậy, kỳ thực trước đây tôi cũng có nhiều chỗ không đúng. Trương Dương cầm chén rượu lên, nói, đừng nói vậy, là tôi không đúng, hôm nay tôi trước tiên là xin lỗi anh, anh nếu chịu tha thứ cho tôi thì hai chúng ta uống cắn chén rượu này, nếu như trong lòng anh vẫn còn cảm thấy uất ức thì tôi dơ mông ra cho anh đá vài cái, đợi anh hết tức rồi chúng ta lại uống. Viên lập ba cũng rất muốn đá hắn mấy cú, nhớ tới trước kia bị hắn khi phụ đến thảm, thực sự là hận tới ngứa răng, nhưng Trương Dương đã có tư thái như vậy mà lại nói ra những lời này, chính là tính chuẩn viên lập ba sẽ không thể quá đáng, kỳ thực Trương Dương cũng nghĩ rằng cho gã mượn thêm một lá gan gã cũng không dám. Viên Lập Cương thì nhìn Trương Dương với con mắt khác, Trương Dương đúng là một nhân vật, người ta đây mới gọi là có thể cúi mình, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Viên Lập Ba bưng chén rượu lên, nói thị trưởng Trương, Viên Lập Ba tôi cũng không phải là người hẹp hòi, lúc trước đã là hiểu lầm, tôi cũng không ghi nhớ trong lòng làm gì, chén rượu này tôi uống rồi, chuyện trước đây chúng ta một bút xóa sạch gã chạm cốc với Trương Dương rồi ngừng đầu lên uống cạn rượu. chương 499, Hóa địch thành bản 3 Viên lập cương trong lòng than thầm, biểu hiện của em mình cũng rất có phong độ, không hề rơi vào thế hạ phong. Trương Dương uống chén rượu đó, vội vàng rót tiếp cho viên lập ba, viên lập ba thò tay ra cướp lấy bình rượu, thị trưởng Trương, anh đừng khách khí như vậy. Trương Dương kiên chỉ rót đầy chén cho gã, nói, rõ ràng là anh khách khí mà, tuổi anh lớn hơn tôi, Vậy mà cứ luôn miệng gọi thị trưởng Trương, rõ ràng là không coi tôi là bạn, anh gọi tôi một tiếng Trương Dương hoặc là gọi anh em thì tốt hơn." Viên Lập Ba nghe thấy hắn nói thân thiết như vậy, trong lòng biết quan hệ giữa họ vẫn chưa tới mức như vậy, tiếng anh em này nói sao cũng không gọi ra miệng được. Khương Lượng nhìn tình cảnh ở trước mặt, trong lòng không nhịn được muốn bật cười, tên Trương Dương này đúng là không phải hạng tốt lành gì, hôm nay hắn gọi mình đi phối hợp diễn kịch, lừa cho hai anh em Viên Lập Ba một vố. Rượu quả thật là đồ tốt, theo mấy chén xuống bụng, bầu không khí trên bàn rượu rõ ràng biến thành càng lúc càng hài hòa, tử lượng của hai anh em Viên Lập Cương không tồi, nhưng bọn họ không thể nào so bì được với Trương Dương, khi Trương Dương đã dắp tâm muốn chuốc say họ, hắn nhất định có thể đạt được mục đích, cho dù là uống với từng người trong hai anh em Viên Lập Cương, bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi là bên cạnh còn có một Khương Lượng trợ giúp. Rượu vào bụng được kha khá, khá chút khúc mắc trong lòng viên lập ba đã bị hơi rượu dung hóa gần hết, gã cầm chén rượu lên chủ động chạm cốc với Trương Dương, Trương Dương à, trước đôi tôi cũng có chỗ không phải với anh, kỳ thực chúng ta đều là người tình tình ngay thẳng. Nếu sớm ngồi lại với nhau, nói rõ mọi chuyện ra thì cũng không mâu thuẫn như vậy. Rượu vào thì lớn gan, viên lập ba tuy không phải là anh hùng, nhưng có mấy chén vào bụng, gan cũng tự nhiên lớn ra, không ngờ lại trực tiếp gọi tên Trương Dương. Trương Dương nói, lập ba à, kỳ thực hai chúng ta ở sâu trong xương cốt đều có chút ngạo khí, chẳng ai chịu phục ai. Loại người như chúng ta gặp nhau, khẳng định sẽ luận cao thấp, trước đây là tôi không đúng với anh, con người tôi quá hiếu thắng, khiếu cho anh phải chịu ủy khuất, anh đánh tôi đi, anh đánh tôi đi. Thằng ôn này giả vờ ngà ngà say, nắm lấy nắm tay của viên lập ba, hướng vào mặt mình. Viên lập ba vội vàng rụt tay lại, kích động vỗ cánh tay Trương Dương, nói Trương Dương anh có thể gọi tôi một tiếng anh, trong lòng tôi. Cảm động lắm, cảm động lắm, cái gì của có thể tháo gỡ được hết. Nào, chúng ta uống vài chén. Viên lập ba thật sự là đỏ lượng cả mắt rồi, con người ta một khi uống nhiều, nước mắt cũng biến thành dễ rơi hơn, đặc biệt dễ cảm động. Khương lượng ở bên kia cũng không nhàn rỗi, gã biết nhiệm vụ của mình là gì, sau khi cùng viên lập cương uống vài chén, liền nói khẽ, lập cương à, phân cục khu văn nguyên gần đây có biến động nhân sự, cậu biết không? Viên Lập Cương gật đầu, nói: "Có nghe nói rồi, cục trưởng tiết được điều tới thì cục làm phó cục trưởng." Nói tới đây gã tựa hồ như ngộ ra gì đó, chớp chớp mắt, nói: "Đại đội Khương anh phải chăng là sẽ phụ trách việc bên đó?" Khương Lượng cười cười, gã không phủ nhận, ở trong mắt Viên Lập Cương, nụ cười của Khương Lượng chính là một loại thừa nhân, gã thật sự là rất hâm mộ vận may của Khương Lượng, hiện giờ Khương Lượng là hồng nhân trong mắt cục trưởng công an thành phố Vinh Bằng Phi, chuyện được đề thăng là điều tất nhiên. Khu Văn Uyên là khu vực hành chính có kinh tế phát đạt nhất của Giang Thành, có thể lên làm cục trưởng phân cục công an khu Văn Uyên, có nghĩa là sau này tiền đồ vô hạn." Viên Lập Cương nâng chén, nói "Cung hỷ đại đội Khương, không, nên gọi là cục trưởng Khương mới đúng." Khương Lượng cười nói, "Tôi không quen thuộc lắm với khu Văn Uyên, một mình tới đó khai triển công tác nhất định là phải đối diện với rất nhiều khó khăn, Lập Cương à, cậu có hứng thú không?" Viên Lập Cương ngây ra, lập tức trong lòng mừng rỡ vô cùng từ sau khi Vinh bằng phi tới Giang Thành, gã Thủy Trung dậm chân tại chỗ. Tuy cha của gã, Viên Thành tích là phó thị trưởng Giang Thành và là thường ủy thị ủy Giang Thành, nhưng Vinh bằng phi căn bản không nể mặt ông già gã. bất kỳ ai cũng có đích hệ của mình. Khương Lượng không nghi ngờ gì nữa chính là đích hệ của Vinh bằng phi. Viên Lập Cương không lúc nào là không muốn được đề thăng lên một bước. hiện tại cơ hội ở trước mặt mình, chỉ cần gã trèo kéo quan hệ được với Khương Lượng, chẳng khác nào là gián tiếp bắt cầu với Vinh bằng phi tiền cảnh của gã khẳng định sẽ rất sáng sủa. Viên lập cương nghĩ cũng rất xa, gã bắt đầu hiểu dụng ý mà Trương Dương hôm nay mời mình ăn cơm, chẳng lẽ Trương Dương là muốn thông qua chuyện này để lôi kéo hai anh em họ, đạt được mục đích hòa giải với ông già mình. Viên lập cương tất nhiên là nhầm rồi, trong mắt Trương Đại Quan Nhân, viên thành tích căn bản không tính là gì. Viên lập cương nâng chén, nói cục trưởng Khương, cảm ơn anh đã coi trọng tôi, chỉ cần có chỗ nào cần đến tôi, tôi nhất định sẽ tận sức mà làm. Khương Lượng mỉm cười, nói, vậy thì quyết định thế nhé, tôi về sẽ đề xuất với Cục trưởng Vinh, hai chúng ta cùng nhau làm việc chung. Đối với viên lập cương mà nói, đây thực là là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Khương Lượng nói rất rõ ràng là hai bọn họ sẽ làm việc cùng nhau, cũng chính là nói, Khương Lượng sẽ giúp mình tranh thủ vị trí Phó Cục trưởng Phân Cục Công an Khu Văn Nguyên, viên lập cương muốn thăng quan đến phát điên rồi, không ngờ cơ hội lại thực sự xuất hiện ở trước mặt. Khương Lượng đương nhiên không tự dưng cấp lợi ích cho viên lập cương, gã là giúp Trương Dương đút củi nhóm lửa. Khương Lượng là uống ít nhất, đầu óc cũng tỉnh táo nhất, thấy viên lập cương kích động đến nỗi mặt đỏ bừng lên, Khương Lượng cố ý thở dài, kể ra, vụ án trộm xe lần trước, tôi cũng có chỗ không phải là lập ba. Viên lập cương hiện tại đã gọi Khương Lượng là quý nhân của mình, gã lắc đầu, nói cục trưởng Khương sao lại nói thế, bọn ăn trộm đó một mực khai là lập ba, chúng ta là công an đương nhiên phải xử lý công bằng, Điều tra rõ ràng mới đúng." Trương Dương nói, cái đám trộm xe đó đúng là đáng ghét, căn bản là cố ý vu hãm Lập Ba mà. Làm chúng ta xuất hiện hiểu lầm lớn như vậy, anh nói xem trên thế giới này sao lại có dạng người xấu như thế nhỉ, vì sao lại muốn phá hoại quan hệ của chúng ta?" Khương Lượng nói, chuyện này cậu không thể trách người khác được, ai bảo cậu đắc tội với nhiều người như thế, người ta muốn lợi dụng chuyện này để phá hoại quan hệ giữa cậu và Lập Ba, khiến cậu và Lập Ba trở mặt Bọn chúng thì tỏa sơn quan hổ đấu, hai người các cậu đánh nhau lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Viên Lập ba giờ có chút hơi men sộc lên đầu, tức giận vỗ mạnh cái xuống bàn, "Đại đội Khương, anh nói xem, rốt cuộc là ai mà con mẹ nó xấu xa vậy? Vì sao lại muốn chia rẽ tôi và Trương Dương, chia rẽ quan hệ của anh em tôi? Hay quá, mấy chén rượu xuống bụng đã thành hai anh em rồi, tình cảm phát triển quá thần tốc." Khương Lượng cười cười, nói, "Bỏ đi Đừng nhắc tới những chuyện không vui, chúng ta uống rượu." Gã càng không nói, Viên Lập Ba trong lòng càng hiếu kỳ, nhưng mặc kệ gã hỏi thế nào Khương Lượng cũng không nói, triệt để khiến thằng ôn này càng tò mò hơn. Thành ý của Trương Dương hôm nay biểu hiện rất lâm ly tấn trí, hắn không những mời hai anh em Viên Lập Cương đi ăn cơm, ăn cơm xong còn đặc biệt mời họ tới Hoàng Gia Giả Nhật mát xa. Viên Lập Ba tuy say rồi, nhưng trong lòng thủy Trung vẫn nhớ tới chuyện mà Khương Lượng nói, lúc cùng Khương Lượng ngâm bồn, lại hỏi anh khương anh tiết lộ cho tôi đi rốt cuộc là ai mà khuyết đức như vậy khương lượng thở dài kỳ thực chuyện này không liên quan nhiều tới anh anh là bị liên lụy thôi đừng hỏi nữa gã càng nói vậy thì viên lập ba càng khó chịu anh khương tôi cầu xin anh đó anh nói cho tôi nghe đi khương lượng nhìn xung quanh trương dương và viên lập cương đã chui vào phòng mát xa rồi xung quanh không có ai khương lượng nói cũng không có chứng cứ xác thực có điều bọn trộm đó đã khai ra một người. Ai thế? Khương Lượng nói, người này có thù với Trương Dương, nhưng lại có quan hệ không tồi với anh. Viên Lập Ba nhíu mày, người có thù với Trương Dương mà lại có quan hệ tốt với mình ư? Ai nhỉ? Gã đột nhiên nhớ tới Hứa Gia Dũng, Hứa Gia Dũng và mình là bạn học cũ, gã và Trương Dương có thù, chuyện này rất nhiều người biết, chẳng lẽ lại là gã? Khương Lượng nói, anh cũng đừng nghĩ nhiều, chúng tôi cũng không có chứng cứ xác thực nói chung là anh sau này đừng xung động, đừng để bị người khác lợi dụng, anh nghĩ xem, quan hệ giữa anh và Trương Dương sở dĩ căng thẳng đến thế này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Có phải là bị người ta suối bẩy không, hai người sao lại có khả năng sản sinh mâu thuẫn, cho nên, sau này kết giao bằng hữu phải cố mà thận trọng, đừng để bị người hữu tâm lợi dụng. Nghe Khương Lượng nói những lời này, viên lập ba trong lòng trên cơ bản đã xác định, người này khẳng định là hứa ra dũng cũng chỉ có gã là hận Trương Dương tới mức này, nhưng hứa ra dũng làm việc quá không có hậu đạo rồi, mày và Trương Dương có thù thì sao lại kéo tao vào làm cái gì? Trương 500, chọc giận một Đối diện với tên hứa ra dũng bất chấp thủ đoạn, Trương Dương chỉ đành thật sự phải chú ý, hứa ra dũng quay trở lại giang thành nhất định là thiện giả bất lai, giành lại quyền quản lý hối thông chỉ là bước đầu tiên của gã, tiếp theo gã không biết sẽ dùng loại thủ đoạn gì để báo thù Trương Dương. Trương đại quan nhân quyết tâm lần này sẽ không cho gã cơ hội, cùng hai anh em viên lập cương hóa địch thành bạn chỉ là bước đầu tiên của Trương Dương. Hắn muốn kích nội hứa ra dũng, muốn khiến hứa ra dũng trong lòng đại loạn, muốn khiến hứa ra dũng tự mình sẽ để lộ hết khuyết điểm ra. Anh em viên lập cương sau khi tắm rửa xong liền đi ra, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, ngồi trong xe cảnh sát của anh trai, viên lập ba thở vào một hơi thật dài, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, vừa định châm thì bị viên lập cương giật lấy, đừng có hút thuốc trong xe anh, anh ghét nhất là cái mùi này. Viên lập ba cười cười, anh, trưa nay anh cùng Khương Lượng nói gì thế? Viên lập cương nói, không có gì, chuyện trong cục thôi mà. Tuy Khương Lượng đã hứa sẽ giúp gã giành lấy vị trí phó cục trưởng phân cục khu văn nguyên nhưng chuyên này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cho dù là với em ruột của mình cũng không thể nói ra được. Viên lập ba nói, anh, anh nói xem Trương Dương hôm nay xin lỗi em liệu có phải là thật lòng không? Viên Lập Cương mỉm cười nói, mặc kể hắn là thật lòng hay là giả dối, loại người này chúng ta không chọc vào được, cho dù là không thành được bạn bè thì cũng đừng là thành kẻ địch với người ta. Đây là kết luận mà Viên Lập Cương đưa ra sau khi thông qua mấy sự kiện. Viên Lập Ba nói, Khương Lượng nói với em là, bọn trộm xe lần trước một mực nói em là chủ mưu trộn xe, kẻ sai khiến sau lưng là hứa ra dũng. Viên lập cương nhíu mày, nói, vụ an này trước giờ đều là Khương lượng tự mình phụ trách, anh cũng không rõ, có điều gã chắc không nói dối đâu. Gã nghĩ một chút rồi lại nói, em nói xem Trương Dương hôm nay mời hai chúng ta đi ăn cơm, phải chăng là muốn tiết lộ chuyện này cho chúng ta? Viên lập ba nói, hứa ra Dũng có thủ với hắn, kể ra em và Trương Dương cũng bởi vì gã mà xích mích với nhau. Viên lập cương thở dài, nói cho nên mới nói em ngốc, bị người ta lợi dụng, hứa ra dũng gã trước đây là công tử của tỉnh trường, nhưng hiện tại chỉ là một ngọn cỏ, đến cái rắm cũng không bằng, gã lấy gì ra mà đọ với Trương Dương. Em giúp gã ra mặt, mấy lần đều là tự chuốc lấy thiệt vào thân. Viên lập ba nói, anh, em con mẹ nó càng nghĩ càng tức. Nếu không phải là bởi vì gã, em sẽ không cùng Trương Dương đấu thành như vậy đâu. Viên lập cương nói, lập ba, em phải là anh dạy em đâu, kỳ thực cái thời đại này phải học thực tế cái gì một chút, Trương Dương là nhân vật gì chứ? Người ta là tử đảng của bí thư Đỗ, có bí thư Đỗ chống lưng, ở Giang Thành này có còn phải sợ ai? Em trước đây chống đối với hắn, tự chuốc lấy bao nhiêu phiền phức. Hại cho ông già của chúng ta cả ngày phải giúp em chùi đít, em nói xem cha già thế rồi mà chúng ta cho dù không giúp được cha cái gì thì cũng đừng cứ luôn mang tới phiền phức cho cha nữa. Viên Lập Ba nói, anh, em hiểu rồi. Hôm nay em không phải là đã xóa sạch hận thù với Trương Dương rồi sao? Sau này em và hắn làm bằng hữu không được chắc." Viên Lập Cương nói, "Lập Ba à, người ta sẽ không vô duyên vô cớ mời chúng ta đi ăn đâu, trên thế giới này có thể khiến người ta đi lại cùng nhau chỉ có hai chuyện, hoặc là lợi ích chung hoặc là kẻ thù chung, giữa chúng ta là Trương Dương hình như không có lợi ích chung gì thì phải." Viên Lập Ba từ trong những lời này của đại ca tự hồ như ngộ ra gì đó, gã nói khẽ, "Nhưng bọn em có địch nhân chúng." Viên Lập Ba lĩnh hội đầy đủ tinh thần của Trương Dương, hơn nữa gã rất nhanh liều tỏ rõ thái độ của mình hứa gia dũng lần này về gian thành không có ý nhún nhường mấy hôm nay gã trở lại hối thông đa số thời gian đều dành cho nghiệp tích của hối thông trong đoạn thời gian này chuẩn bị bước sau cùng để tiếp nhận lại hối thông kiều mộng viện đối với việc này lựa chọn tránh mặt mấy hôm nay đều không tơi hối thông làm việc hứa gia dũng còn đặt tiệc ở chính phủ nhất chiêu mời một số bạn bè trước kia tới một là để tuyên bố sự trở lại của mình hai là để tuyên bố việc mình đã kết hôn điền bân và viên lập ba đều nằm trong số những người được hứa gia dũng mời hứa ra dũng giới thiệu phạm tư kỳ với các vị bạn học điền bân cười nói không ngờ cậu ra ngoài vòng một vòng khi về lại đã kết hôn rồi thật đúng là hâm mộ hai người trời sinh một cặp trai tài gái sắc viên lập ba cũng a dua theo nên là gái tài trai sắc mới đúng nghe nói gia đình của tổ phu nhân giàu có số một ở singapore phạm tư kỳ cười cười lời đồn ở bên ngoài không thể tin được Điền Bân cười nói, cậu nói vậy giống như là hứa ra dũng bám váy đàn bà vậy. Gã là đang nói đùa, nhưng câu này lọt vào tai hứa ra dũng lại đặc biệt không thoải mái. Một đám đồng bạn đều bật cười, kỳ thực mọi người đều cho rằng là nói đùa. Nhưng hứa ra dũng đối với điều này lại vô cùng mẫn cảm. Cảm thấy tất cả mọi người đều đang chê cười gã, gã tuy vẫn giữ phong độ, nhưng nụ cười trên mặt lại có chút cứng lại. Phạm Tư Kỳ nói, các anh đừng nói ra dũng như vậy, gia dũng và tôi là thật lòng mà viên lập ba cười ha ha nói tẩu phu nhân sau này cô phải canh chừng gia dũng cho kỹ đấy nhé gia dũng đào hoa lắm ngàn vạn lần đừng để cô gái khác cướp cậu ấy rồi chạy mất hứa gia dũng mỉm cười chỉ vào viên lập ba nói thằng ôn cậu đừng có nói năng linh tinh nữa trong lòng tôi chỉ có tư kỳ thôi hai người chúng tôi là nhất kiến trung tình những cô gái khác dù có sinh đến thế nào thì tôi cũng không động lòng đâu Viên Lập Ba đột nhiên đốt lại một câu, cậu đột nhiên kết hôn, Kiều Mộng Viện biết được chắc là thương tâm lắm đấy. Hứa ra Dũng nhíu mày, gã có chút không cao hứng rồi. Điền Bân vỗ một cái lên đầu vai Viên Lập Ba, nói, ngày đại hỷ, chúng ta đừng có nói linh tinh nữa. Phạm Tư Kỳ cười cười, tôi đã gặp Kiều Mộng Viện rồi, quả thật là rất xinh đẹp. Viên Lập Ba nói, nghe nói gần đây Trương Dương đang theo đuổi Kiều Mộng Viện, ra Dũng, hắn chắc không phải là cố ý theo đuổi cho cậu xem chứ hứa ra dũng nghe thấy câu này lập tức nổi giận trừng mắt lên nói viên lập ba cậu có ý gì viên lập ba nói có ý gì đâu chỉ nói cho cậu biết thôi chúng ta là bạn học không phải là quan tâm đến cậu sao hứa ra dũng nói cậu quan tâm đến tôi à sao cứ phải nói ra trước mặt mọi người cố ý chọc giận tôi có phải không viên lập ba nói tôi tính tình thẳng thắn có gì nói đấy không thích ở sau lưng người ta dở trò sao người khác làm rồi tôi chẳng lẽ không nói được à? Gã hôm nay tới chính là cố ý muốn dở trò, gã sợ Trương Dương, nhưng không sợ hứa ra dũng. Điền Bân đóng vai trung gian hòa giải, nói, nói ít thôi, lập ba, thằng ôn cậu cũng thật là, mấy ngày trước vào cục tiếp nhận giáo dục, còn chưa nhận được bài học nào à? Hứa ra dũng nói, với cái miệng của cậu ta, nên phán tù trung thân mới đúng. Bình tâm mà luận, câu này của hứa ra dũng không có ác ý gì. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, viên lập ba cười lạnh, nói cậu đương nhiên là chỉ muốn tôi ngồi tù. Hứa ra dũng càng nghe càng thấy không đúng, gã trừng mắt lên lườm viên lập ba, viên lập ba, tôi đắc tội với cậu à. Viên lập ba nói, không có, cậu trước giờ không đắc tội với người ta bao giờ, cậu là người tốt, chuyện tốt để để cậu làm hết. Hứa ra dũng nói, cậu con mẹ nó là có ý gì? Tôi lừa cậu hay là hại cậu? chương 500, chọc giận 2 Viên lập ba nói, cậu không lừa tôi, cậu cũng không hại tôi. Là bản thân tôi ngu, bị người khác bán đứng mà còn giúp hắn kiếm tiền. Hứa ra dũng quả thật là từng lợi dụng viên lập ba, cho nên nghe thấy câu này có chút trột dạ, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói cậu quá đề cao bản thân đấy. Lửa giận của viên lập ba cuối cùng cũng tìm được điểm bùng lên thích hợp, gã cầm lấy chén rượu, ném đến choang một cái xuống đất, chén thủy tinh vỡ vụn, dọa cho nhân viên phục vụ ở bên cạnh hét lên, viên lập ba chỉ vào mũi hứa ra dũng, chửi, mày con mẹ nó là cái thá gì. Nhìn người khác không thuận mắt, mày có gan thì đi một mình đấu với người ta đi, ở sau lưng ngáng chân thì tính là có bản sự gì chứ. Hứa ra dũng cũng tức giận rồi. Viên lập ba ở trước mặt nhiều bạn học làm vậy căn bản là không cho mình xuống đài, gã gầm lên, viên lập ba, tao nhìn ra rồi, mày là giáp tâm muốn gây sự. Viên lập ba chỉ vào mũi hứa ra dũng, chửi tiếp, mày con mẹ nó quá đề cao bản thân đấy, Tao căn bản khinh thường loại tiểu nhân như vậy, chẳng trách kiều mộng viện lại đá mày. Cái loại chỉ biết bám váy đàn bà như mày căn bản không xứng với người ta. Hận một người kỳ thực rất dễ, viên lập ba cũng không phải là loại đầu óc đơn giản, gã nghĩ rất thấu. Hận cùng một kẻ thù có thể khiến gã và Trương Dương gần lại với nhau. Đã trở mặt với hứa ra dũng thì dứt khoát chờ mặt triệt để đi, dẫu sao thằng ôn này trước đây cũng lợi dụng mình không ít. Viên lập ba trong lòng rất tức giận. Kỳ thực cục tức này không phải là chỉ hứa ra dũng tạo thành cho gã, thậm chí gã con mang và sự xấu hổ và sỉ nhục mà Trương Dương tạo thành cho gã phát tiết lên hết người hứa ra dũng. Còn người ta khi trong lòng ức chế, đi dẫm đạp người khác cũng có thể có được khoái ý của phát tiết. Hứa ra dũng mang theo một bụng tức bỏ đi, gã trước giờ luôn rất cao ngạo, chưa từng để loại người như viên lập ba vào mắt. Nhưng hôm nay ở trước mặt nhiều bạn bè như vậy bị viên lập ba sỉ nhục, khiến gã cảm thấy mất hết mặt mũi, gã muốn rời khỏi nơi này, muốn phát tiết sự ức chế ở trong lòng, nhưng khi hứa ra dũng đi tới trước xe, lại phát hiện trên xe gian đầy tờ quảng cáo, loại tờ quảng cáo này không khó tìm, trên cột điện ở hang cùng ngõ hẻm, trên tường nhà vệ sinh công cộng, đâu đâu cũng thấy, thứ bị coi thành bệnh vảy nến của thành thị này. Bên trong in đầy các loại bí phương cổ truyền, chứa có chim mà không lên, lên mà không cứng, cứng và không lâu, lâu mà không bắn, bắn mà không sệt, sệt mà không nhiều. Hứa ra Dũng nhìn thấy những tờ quảng cáo này, suýt nữa thì tức đến thổ huyết, gã giống như phát điên lao lên trước, xé hết những tờ quảng cáo này đi, nhưng cái thứ đồ chơi này dính chặt cực kỳ khó bóc, hứa ra dũng rất nhanh liền bỏ cuộc, gã nhấc chân đá một cái lên xe, một cú, hai cú, ba cú. Phạm Tư Kỳ ở bên ngoài bị động tính hấp dẫn tới, thấy hứa ra dũng đang tức giận tới mức này, không khỏi thở dài, ra dũng, xe này là của mình mà. Hứa ra dũng hai mắt đầy tia máu chừng mắt với Phạm Tư Kỳ một cái, gã chỉ vào xe đang dính đầy tờ quảng cáo, gầm lên, làm sạch, làm sạch đi cho tôi. Trương Dương và Đỗ Vũ Phong đứng sánh vai trước cửa sổ phòng số 508 của tòa nhà đón khách, nhìn bộ dạng tức giận của hứa Gia dũng, Trương Dương không khỏi bật cười. Đỗ Vũ Phong thì thở dài, thằng ôn cậu chơi thâm quá, loại chiêu này mà cậu cũng nghĩ ra được à. Trương Dương đắc ý cười cười, lúc này di động của hắn đổ chuông, là viên lập ba gọi tới, viên lập ba rõ ràng là đang lấy lòng Trương Dương. Trương Dương, tôi vừa trong cuộc họp lớp đánh cho thằng cho đó một trận, lịt cả nhà nó, nể mặt mà nó không cần, không ngờ lại dám chơi tôi. Sau này Giang Thành này có tôi thì không có nó, tôi thấy nó ở đây là đánh nó ở đó. Những lời này của viên lập ba đầy vị đạo su nịnh. Trương Dương cười nói, lập ba à, kỳ thực chúng ta không cần phải đi so đo với loại tiểu nhân đó, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Viên lập ba nói, đúng vậy, đánh nó chỉ tổ bẩn tay tôi. Trương Dương cười thầm trong lòng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, viên lập ba cũng không phải là kẻ ngu, từ chỗ ông già của gã ít nhiều cũng được di truyền một ít gen thấy gió chiều nào thì che chiều nấy, hiện tại đã kiên định và rõ ràng đứng ở phía mình. Trương Dương đột nhiên nhớ tới cố sự đầu danh trạng, hôm nay viên lập ba trong cuộc họp lớp chơi hứa ra dũng, chính là muốn lập đầu danh trạng với mình, trải qua chuyện này viên lập ba đã triệt để trở mặt với hứa ra dũng, lòng trung thành và dũng cảm của gã thật đáng được ngợi khen trương đại quan nhân trước giờ luôn thưởng phạt phân minh hắn cũng không để viên lập ba phải làm không công trương dương nói lập ba à chúng ta đang ở vào lúc xây dựng sự nghiệp không thể bị loại tiểu nhân này làm ảnh hưởng tới tâm tình làm việc gần đây công trình sân bay mới rất bận áp lực vận tải cũng khá lớn công ty vận tải của cậu có thể giúp tôi không yên tâm đi phí vận chuyện tôi khẳng định sẽ trả trước Viên lập ba nghe thấy Trương Dương nói vậy thì trong lòng suýt nữa nở hoa, gã lập tức cảm thấy hôm nay ra tay đối phó hứa ra dũng là đúng, sân bay mới làm sao lại có áp lực vận tải chứ, cho dù là có thì công ty vận tải muốn chen vào cũng nhiều không kể xiết, làm gì có chuyện đến lượt mình, người ta hiện tại rõ ràng là đang luận công ban thưởng cho mình, không để gã phải làm không công. Viên lập ba thậm chí còn nghĩ rằng, đây chính là chi kỷ, kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, sau này Trương Dương có chuyện gì, mình khẳng định dù phải nhảy vào biển lửa cũng không từ trương dương thấy viên lập ba cả nửa ngày vẫn không có phản ứng cho rằng gã không vui lập ba cậu thấy không tiện à viên lập ba lúc này mới từ trong kinh nghỉ tỉnh lại tiện tiện chứ cậu yêu tâm đi tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho tôi một cách viên mãn trương dương cười ha ha nói là anh em với nhau có cần phải khách khí vậy không gác điện thoại trương dương cười càng lúc càng vui vẻ Đỗ Vũ Phong nói, thật là âm hiểm. Trương Dương nói, đối với với loại tiểu nhân âm hiểu như hứa gia dũng cần gì phải khách khí. Nhìn hứa gia dũng đã tức đến phát điên, Trương Dương lạnh lùng nói, thằng ôn này làm nhiều chuyện xấu như vậy, chụp lén ảnh của tôi, muốn khiến tôi mất mặt, hôn lễ của Tần Bạch cũng bị gã phá rối, gã cho rằng mình là ai chứ. Nam Bá Thiên à, muốn Đông Sơn tái khởi ư, cút mẹ nó đi, ở một mẫu ba phân đất giang thành này, còn chưa tới lượt gã lên tiếng. Đỗ Phú Phong nói, cậu muốn đuổi gã ra khỏi Giang Thành à? Trương Dương gật đầu, nói tôi muốn chọc giận gã, người ta khi tức giận thường thường sẽ mất đi lý trí, sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, hứa ra dũng cũng không ngoại lệ. Đỗ Phú Phong nhắc nhở Trương Dương, cẩn thận gã cho cùng nhảy tường đó. Trương Dương mỉm cười, nói cho nên tôi mới nhờ các cậu giúp đỡ, trong thời gian gã ở Giang Thành, theo dõi gã 24 phần 24 giúp tôi, gã chỉ cần dám làm chuyện xấu thì bắt gã lại, tôi chỉ sợ gã không nhảy thôi, nhảy càng cao thì tôi sẽ khiến gã ngã càng đau. Hứa ra dũng đi đã rất lâu rồi, Phạm Tư Kỳ vẫn đứng ở trước xe, chuyện này đã kinh động tới quản lý trực ban của chính phủ nhất chiêu, Phạm Tư Kỳ đề xuất kháng nghị, đích xác chiếc xe này đỗ ở bãi đỗ xe, sao lại để người ta dán nhiều tờ quảng cáo như vậy, hơn nữa còn dán chi chít, một chiếc xe bị dán kín hết. Còn xe ở bên cạnh thì lại không sao cả lúc phạm tư kỳ đang oán trách thì nay thấy một giọng nói đầy từ tính vang lên phạm tiểu thư trùng hợp thế cô ta quay người lại chính là trương dương đi tới phạm tư kỳ chỉ biết trương dương là kẻ thù của hứa gia dũng đối với phạm tư kỳ mà nói cô ta không có ác cảm gì với trương dương cả nếu không phải là vì bị hứa gia dũng bức ép cô ta cũng sẽ không tới gian thành càng không phải gặp những chuyện xấu hổ như vậy phạm tư kỳ hờ hứng gật đầu nói trương tiên sinh cũng tới đây ăn cơm à Chương 500, chọc giận 3. Trương Dương cười nói, tôi là nhân viên công chức chính phủ, nơi này là sở chiêu đãi của chính phủ, cho nên thường ghé thăm nơi này. Phạm Tư Kỳ nói, tôi cũng ở đây. Trương Dương nói, Hứa Tiên Sinh đâu rồi? Phạm Tư Kỳ nói, anh ấy ra ngoài tản bộ rồi. Trương Dương mỉm cười, nói, Phạm tiểu thư không đi cùng à? Phạm Tư Kỳ lắc đầu, cô ta không muốn nói chuyện nhiều với Trương Dương, lìa bảo tôi xin về phòng nghỉ ngơi trước trương dương gật đầu đột nhiên nói phạm tiểu thư cô vì sao nhất định muốn mua hối thông phạm tư kỳ nói đối với thương nhân mà nói chỉ cần là chuyện có lợi thì chúng tôi đều sẽ làm trương dương nói hối thông là do hứa tiên sinh và kiều mộng viện cùng nhau sáng lập hứa tiên sinh đúng là người hoài cựu phạm tư kỳ cảnh giác nhìn trương dương một cái lạnh lùng nói trương tiên sinh chuyện tình cảm của tôi và chồng tôi rất bền vững không phải cứ có người hữu tâm là chia rẽ được đâu Trương Dương cười ha ha, nói: "Phạm tiểu thư, hy vọng đầu óc của cô cũng tỉnh táo như biểu hiện của cô, ái tình rất nhiều lúc là mù quáng, nhưng vì ai tình mà trở thành công cụ để người khác lợi dụng thì thật là đáng buồn." Phạm Tư Kỳ nói: "Chuyện của chúng tôi không đến lượt anh chỉ tay chỉ chân." Trương Dương nói: "Giúp tôi nói với Hứa tiên sinh, quý trọng sinh mạng, rời xa khỏi Giang Thành." Phạm Tư Kỳ tức giận lườm Trương Dương, "Anh đang dọa tôi đấy à?" Trương Dương mỉm cười nói không phải là dọa, mà là khuyên, hơn nữa người được khuyên là chồng của cô. Hắn nhìn chiếc xe bị dán đầy quảng cáo, nói, xe đẹp quá, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Hứa ra Dũng đã thoát khỏi phẫn nộ, hắn cho rằng tất cả những điều này có liên quan tới Trương Dương. Trương Dương đang lợi dụng tất cả thủ đoạn để chọc tức mình, gã nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại. Mục đích chủ yếu mà lần này tới Giang Thành là để ký cổ phần trong tay Kiều Mộng Viện, nắm giữ lại hối thông, trước khi chuyện này chưa hoàn thành, gã không thể rối loạn. Nhỏ mà không nhịn được thì lớn ắt sẽ hỏng, hứa ra dũng thầm nhắc nhở mình, bất kể là Trương Dương hay là viên lập ba, những người này tất sẽ phải trả giá vì hành vi của mình. Kiều Mộng Viện đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhìn trời sao, sự xuất hiện của hứa ra dũng khiến cho nội tâm khó khăn lắm mới bình phục lại được của cô ta một lần nữa nổi xong. Hứa ra dũng lúc trước muốn hãm hiếp cô ta, Kiều Mộng Viện cảm thấy thương tâm và đau lòng, bởi vì hứa gia dũng làm vậy chính là tiết độc đối với tình cảm của họ càng là không tôn trọng đối với mình sau khi hứa gia dũng bỏ đi kiều mộng viện ở sâu trong lòng có chút thương tiếc trong tiềm thức vẫn có chút nhớ thương hắn bóng hình của hứa gia dũng vẫn còn in sâu trong lòng cô ta nhưng khi hứa gia dũng lợi dụng hôn nhân với phạm tư kỳ để đả kích mình kiều mộng viện không còn cảm thấy thương tâm mà thay vào đó là một loại phẫn nộ và thất vọng kiều mộng viện lúc trước tuy bắt đầu hoàn nghi nhân phẩm của gã nhưng chưa từng nghĩ rằng gã lại bị ổi tới mức này. Kiều Mộng Viện ý thức được tình cảm của mình trước giờ đối với gã có thể là bị gã lợi dụng, hứa ra Dũng chỉ coi cô ta là một công cụ để báo thù, muốn lợi dụng cô ta để đối phó với Trương Dương. Kiều Mộng Viện lắc lắc chén rượu vang ở trong tay, ánh trăng lấp lánh trong màu đỏ thấm của rượu, con mắt đẹp của cô ta mê mang, cuối cùng cũng hiểu mình và hứa ra Dũng đã triệt để kết thúc rồi. Di động của cô ta vang lên từng chập, Kiều Mộng Viện không có ý nhắc điện thoại, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vẫn cứ liên tục vang lên. Kiều mộng viện thở dài, đặt chén rượu xuống rồi từ từ bước tới, cầm điện thoại ở trên bàn lên, sau khi nhận được điện thoại lại trầm mặc, tuy đối phương không nói gì, nhưng Kiều mộng viện từ trong tiếng hô hấp đã nghe là hứa ra dũng gọi. Kiều mộng viện nói khẽ có chuyện gì? Hứa ra dũng đứng ở ven hồ Nhã Vân, nhìn căn biệt thự ở ven hồ ở đằng xa, vẫn có thể nhìn thấy bóng hình của Kiều mộng viện trên sân thượng. Kiều mộng viện giống như là hòa vào ánh trăng, Bóng hình hoàn mỹ đó tạo cho người ta một loại cảm giác không phải ở nhân gian, Hứa Gia Dũng đột nhiên cảm thấy mình cách Kiều Mộng Viện xa chưa từng thấy, gã nói khẽ xin lỗi. Kiều Mộng Viện vốn cho rằng mình sẽ bởi vì những lời nói của gã mà cảm thấy xúc động, nhưng nội tâm của cô ta trên thực tế lại vô cùng bình tĩnh, không biết bắt đầu từ lúc nào, giọng nói của Hứa Gia Dũng đã khiến cô ta không chút động lòng, rốt cuộc là mình bị gã làm tổn thương tới tê dại, hay là mình đã mất đi cảm giác lúc xưa với Hứa Gia Dũng rồi. Kiều Mộng Viện không biết nữa, cô ta bình tĩnh nói, không có gì, anh vui vẻ là được rồi. Hứa ra dũng cắn môi, rất muốn nói mình không hề vui vẻ, nhưng dù nỗ lực thế nào thì Thủy Trung vẫn không thể nói ra được câu này, gã nói khẽ cảm ơn em có thể giao lại hối thông cho anh. Kiều Mộng Viện bật cười, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, hứa ra dũng quả nhiên là chỉ để ý tới hối thông, gã gọi cú điện thoại này là chỉ sợ mình thay đổi chủ ý. Hứa Gia Dũng nói: "Hai hôm nay vì sao không tới công ty?" Kiều Mộng Viện nói: "Không muốn tới." Hứa Gia Dũng nói: "Chuyện chuyển nhượng cổ phần, em thấy?" Kiều Mộng Viện nói: "10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ tới công ty." Hứa Gia Dũng nói: "Vậy anh sẽ đến đúng giờ?" Kiều Mộng Viện lạnh lùng nói: "Tùy." Nói xong liền gác điện thoại, một trận gió đêm thổi tới, Kiều Mộng Viện không nhịn được mà hắt xì hơi một cái, tay cô ta rất lạnh, tim cũng rất lạnh ánh mắt của cô ta trong vô ý liếc sang bên cạnh, đôi giày thể thao mà Trương Dương mua cho cô ta vừa được giặt sạch xong, đang hong khô để đó vẫn chưa cất, Kiều Mộng Viện bước tới, cầm đôi giày đó lên nhìn, ngây ra một hồi lâu cô ta mới đặt giày xuống đi vào, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn nhiều. Kiều Mộng Viện lại cầm điện thoại lên, ấn số của Trương Dương, do so dự một lát rồi vẫn ấn nút đỏ. Không biết vì sao, Kiều Mộng Viện lúc này rất muốn nghe thấy giọng nói của Trương Dương, cô ta ngồi yên lặng một lúc, lại cầm di rộng lên nhanh chóng ấn số của trương dương alo mộng viện à sao khuya vậy rồi mà còn chưa ngủ kiều mộng viện nghe thấy giọng nói của trương dương ở sâu trong lòng cảm thấy một loại ấm áp không nói thành lời nhưng cô ta lại không biết nên nói gì cứ cầm điện thoại trầm mặc một lúc trương dương quan tâm hỏi cô sao thế có phải là xảy ra chuyện gì không kiều mộng viện lắc đầu nói khẽ tôi không sao đột nhiên nhớ tới đôi giày mà anh mua cho tôi tới giờ tôi vẫn chưa nói một tiếng cảm ơn với anh. Trương Dương nói, không sao, giờ cảm ơn vẫn kịp mà mà. Kiều Mộng Viện cười nói, hy vọng là không quá muộn. Trương Dương hỏi, cô đang làm gì thế? Kiều Mộng Viện ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, nói, đang ngắm sao. Còn anh? Trương Dương nói, tôi đang nhớ một người. Kiều Mộng Viện bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, không đợi Trương Dương nói xong đã ngắt lời, tôi mệt rồi, ngày mai còn phải tới công ty sớm nữa đi ngủ trước đây kiều mộng viện vội vàng gác điện thoại nhưng sau khi gác điện thoại kiều mộng viện lại lập tức cảm thấy có chút hối hận mình vì sao lại gác điện thoại trương dương nhớ một người nhưng người ta lại không nói là đang nhớ mình kiều mộng viện cảm thấy mình hiện giờ như đã mất đi chính mình biến thành càng lúc càng mẫn cầm nhưng khi cô ta vừa rồi nói chuyện với hứa gia dũng vì sao lại lạnh nhạt như vậy trên người mình rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vì sao lại có biến hóa như vậy Kiều Mộng Viện không rõ nữa, cô ta cũng dám nghĩ tiếp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 500.